Thần y trở lại, Ngô Bình. Tập 72. Ngô Bình cũng nhanh chóng rời khỏi cục kiểm tra, sau đó đi tìm La Đạo Nhất cùng Thiết Huyền. La Đạo Nhất đang ngồi trên một chiếc ghế dài trước nhà, tay cầm bình trà. Ngô Bình và Thiết Huyền đến, ông ấy liếc mắt rồi nói, ngồi đi. Ngô Bình, ông La, giờ ông không làm viện trưởng nữa, nghe vẻ nhàn nhã quá nhỉ. La Đạo Nhất cười nói, không làm viện trưởng nữa cũng hay, giờ tôi càng có nhiều thời gian để tu hành hơn. Ngô Bình kéo một cái ghế ra rồi ngồi xuống, nói, sự việc đang tiến triển vượt ngoài dự đoán của các ông. La Đạo Nhất, đúng thế, chúng tôi không ngờ tiên giới lại tham gia sâu đến vậy, mới có mấy hôm mà tiên đình đã khống chế được học viện võ đạo và lăng tiên các rồi. Ngô Bình, tiếp theo sẽ còn việc gì nữa? La Đạo Nhất, trật tự sẽ nhanh chóng được khôi phục lại, ít nhất sẽ trong phạm vi thế lực của Viêm Long. Ông ấy ngập ngừng một lát rồi nói tiếp, thời gian này, tôi khuyên cậu không nên ra ngoài, thay vào đó hay kiếm một chỗ yên tĩnh mà tu luyện. Chờ mọi chuyện lắng xuống rồi ra ngoài cũng chưa muộn. Ngô Bình, ông nói vậy là vị trí Long chủ của tôi vẫn chưa vững ư? La Đạo Nhất, cục diện hiện tại không thể nói trước gì được nên chẳng ai dám đánh liều, ngày mai cậu có thể dẫn người ở Kinh Tây đi. Ngô Bình ngẫm nghĩ rồi nói, được, tôi nghe lời ông. Anh ngồi nói chuyện thêm với La Đạo Nhất một lát rồi rời đi, sau đó về thẳng nhà. Lúc đi, anh còn dẫn theo Thiên Thạch và Triệu Thiên Lạc. Anh đã gom được không ít dược liệu nên sẽ luyện đan vài ngày ở nhà. Không lâu sau, phía Lý Ngạo Tiên truyền tin đến báo người trong dòng tộc Lý ở các nơi đều đã tập trung một chỗ. Trước đó, Ngô Bình định chuyển tất cả mọi người trong tộc đến tiên cảnh Long Hử để lánh nạn, nhưng giờ xem ra không cần thiết nữa rồi. Nhưng anh đã bảo mọi người tranh thủ cơ hội này chọn lựa nhân tài ở các khu tập trung. Để chọn ra người thích hợp tu hành, Ngô Bình đã đến Thiên Địa Kiếm Tông một chuyến. Sau đó mượn các dụng cụ và máy móc kiểm tra tư chất rồi đặt ở các điểm tập trung. Điểm tập trung đặt ở các tỉnh, mỗi tỉnh đều có cả triệu người tham gia kiểm tra tư chất. Ngô Bình đặt mức độ thử thách thấp nhất, chỉ cần là người có thể tu hành thì đều qua bài. Vì thế, chỉ sau nửa tháng, Lý Thị đã chọn ra được hơn 10.000 thành viên có thể tu luyện, trong số đó nhỏ nhất là 10 tuổi, lớn nhất là hơn 40 tuổi. Tất cả những người này đều được đưa lên đảo, chờ mọi người tập trung xong. Ngô Bình đích thân tới dạy họ tu luyện. Trong lúc đó, anh cũng không hề rảnh rỗi, mà tiếp tục tu luyện tầng thứ 5 của Hỗn Nguyên Thiên Công. Mục tiêu của tầng này là chuyển hóa Hỗn Nguyên Tiên Lò thành lò luyện võ đạo, sau đó phá vỡ ràng buộc trong võ học để tiến vào một tầng cảnh giới mới. Lò luyện võ đạo có thể hấp thu tất cả võ học và tinh hoa trong công pháp cho tu sĩ sử dụng. Dù chỉ là công pháp bình thường, nhưng một khi vào đây thì cũng có thể được tinh luyện thành một công pháp có uy lực mạnh mẽ. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Ngô Bình đã đọc cương lĩnh võ học và tất cả võ kỹ, công pháp của học viện võ đạo, ngoài ra còn có công pháp mà anh đã học được của nhiều môn phái khác. Anh sẽ dựa vào đó để tạo ra lò luyện võ đạo. Nhưng tầng này cực kỳ khó, từ xưa đến nay chưa từng có ai tu luyện Hỗn Nguyên Thiên Công làm được điều này cả. Ngày đầu tiên, Ngô Bình dồn hết sức để làm, nhưng đã thất bại. Sang ngày thứ hai, anh không nản chí, tiếp tục ra sức làm nhưng vẫn chưa thành công. Sau ba lần thất bại, anh bắt đầu xem xét lại, xem vấn đề nằm ở đâu. Lẽ nào thật sự không ai có thể tu thành tầng thứ 5 của Hỗn Nguyên Thần Công và ngưng luyện ra lò luyện võ đạo ư, Ngô Bình lẩm bẩm. Lúc này, anh chợt nghĩ đến điều gì đó rồi lấy Hỗn Thiên Nghi ra, sau đó quan sát nó một lúc rồi chợt truyền Hỗn Nguyên Tiên Lực vào trong. Một tiếng động lớp vang lên, Hỗn Thiên Nghi nổ tung. Cấm chế bên trong nó đã lộ hẳn ra ngoài. Ngô Bình quan sát thêm một lúc rồi hét lên, sau đó cho hết cấm chế trong Hỗn Thiên Nghi vào Hỗn Nguyên Tiên Lò. Cấm chế trong Hỗn Thiên Nghi có năng lực công pháp ưu hóa, có nó hỗ trợ thì lò luyện võ đạo sẽ dễ hình thành hơn. Lần thứ tư thử nghiệm, Ngô Bình có thể cảm thấy lò luyện võ đạo hơi kém một chút. Anh cắn răng lấy Kính Hạo Thiên ra rồi tách lấy cấm chế của nó để bỏ vào Hỗn Nguyên Tiên Lò. Kính Hạo Thiên có thể sửa chữa khuyết điểm, khiến tất cả công pháp trở nên hoàn hảo hơn. Sự xuất hiện của nó khiến Ngô Bình cảm thấy mình sắp thành công rồi. Lò luyện võ đạo, thành, anh khẽ hô lên một tiếng, khí tức trong Hỗn Nguyên Tiên Lò cuồn cuộn, các loại sức mạnh chuyển hóa liên tục. Dần ra, anh cảm thấy mình sắp không áp chế được khí tức này nữa rồi nên định thu tay, nhưng không kịp nữa. Hỗn Nguyên Tiên Lò ngày càng điên cuồng,
loáng cái đã đến bên bờ nổ tung. Xong đời. Ngô Bình biến sắc mặt, biết mình phen này xong rồi nên vội lấy một viên đan dược ra. Đây là một viên đan dược to như nắm đấm, ngoài mặt có 24 tầng quang phủ bao phủ, có Phật tổ màu vàng ngồi bên trong, trên tay trái có một con thiên long, vị Phật tổ như đang ngồi tụng kinh để phổ độ chúng sinh. Đây chính là Niết Bàn Kim Đan, do cường giả cấp Đại La Kim Tiên thu thập năng lượng Niết Bàn rồi tạo thành. Vào lúc nguy hiểm đến tính mạng mà uống nó thì sẽ được trùng sinh, hóa nguy thành an. Anh không chút do dự mà uống ngay, sau đó đan dược đã phát huy tác dụng, xung quanh anh có một tầng sáng bao phủ. Để không ảnh hưởng đến người nhà, Ngô Bình bay đến một nơi hoang vắng. Anh vừa đặt chân xuống đất thì nghe thấy một tiếng nổ mạnh vang lên, Hỗn Nguyên Tiên Lò đã nổ tung, sức nổ khủng khiếp có thể giết chết thiên tiên. Dưới nguồn sức mạnh khủng bố ấy, cơ thể, nguyên thần của Ngô Bình đều hóa thành hư vô. Nhưng ánh sáng Phật Pháp đã bao trùm tất cả nên cả nguyên thân và thể xác của anh đều hồi phục bình thường. Không lâu sau, Ngô Bình đã lành lặn xuất hiện, Hỗn Nguyên Tiên Lò trong người anh cũng trở lại trạng thái ban đầu, anh không kịp nghĩ nhiều mà lập tức mượn đó để đột kích lò luyện võ đạo. Có lẽ nhờ hiệu quả của Niết Bàn Đan nên lần này anh đã thuận lợi lạ kỳ. Chưa đến một tiếng sau, hình dáng của lò luyện võ đạo đã hình thành. Tuy mới chỉ là hình dạng ban đầu nhưng khí tức của nó cũng đủ làm chấn động đất trời, quỷ thân cũng phải khiếp sợ. Gió lạnh nổi lên, quỷ khóc thần gào, rất nhiều năng lượng xấu đều ập tới người Ngô Bình. Ngay sau đó, anh đã bị các luồng tà khí bao vây. Các luồng sức mạnh chí âm, chí độc, chí tà và chí sát bắt đầu xa am nhập vào người anh. Loáng cái, anh cảm thấy không ổn nên tỏa thần quang chúc phúc của Hạo Thiên Thượng Đế ra. Ngay sau đó đã có một lớp thần quang ngăn cách cơ thể anh với các luồng sức mạnh xấu kia. Thời gian cứ thế trôi qua, Ngô Bình đã dùng thần quang chúc phúc một tiếng, anh hét lên, lò luyện võ đạo, thành hình. Quỳnh! Mặt đất dưới chân Ngô Bình chợt lún xuống nửa mét, tất cả mây trên trời nổ tung, một luồng khí tức đáng sợ phóng ra từ người anh, nó chính là sức mạnh của lò luyện võ đạo. Lò luyện võ đạo kết hợp với Hỗn Thiên Nghi và tác dụng của kính Hạo Thiên nên có tác dụng diệu kỳ. Nguyên thần của Ngô Bình chìm nổi trong lò luyện võ đạo một cách rất thoải mái. Tất cả võ học, công pháp và phép thần thông anh học trong đời đều trùng sinh trong lò luyện võ đạo. Thậm chí, phù pháp, chú pháp cũng được lò luyện võ đạo hấp thu. Với nó mà nói thì phù đạo, chú thuật, phù thuật và tiên pháp đều thuộc phạm vi của võ đạo. Lúc này, trên người Ngô Bình không có quần áo, anh đứng yên tại chỗ, trời đất như vậy quanh anh. Anh lấy một bộ quần áo ra mặc. Sau đó đi về nhà. Sau đó, anh ngồi xuống lẩm bẩm, không biết hiệu quả của lò luyện võ đạo ra sao nhỉ. Nghĩ đến đây, anh vận chuyển lò luyện, bắt đầu phân tích ý nghĩa tuyệt đối mà anh mới học được. Ý nghĩa tuyệt đối có 3 tầng cảnh giới, tầng thứ nhất là khống chế sức mạnh, tầng thứ hai là đồng hóa sức mạnh và tầng thứ ba là tuyệt đối sức mạnh. Trước đó, anh mới đạt đến bước đầu của khống chế sức mạnh thôi. Nhờ có sự giúp đỡ của lò luyện võ đạo mà ý nghĩa tuyệt đối của Ngô Bình đã nhanh chóng đột phá, loáng cái tầng thứ nhất đã viên mãn, sau đó là tầng thứ hai rồi thứ ba, tất cả chỉ mất 15 phút. Quanh người Ngô Bình hình thành một lực trường rất mạnh, tất cả năng lượng bên trong đều là sức mạnh tuyệt đối. Loại sức mạnh này có thể chôn vùi pháp lực, chống lại thần thông và nâng cao lực chiến đấu cho Ngô Bình. Khu vực mà sức mạnh tuyệt đối bao phủ sẽ là khu vực tuyệt đối của Ngô Bình. Sức mạnh của kẻ thù sẽ bị áp chế tại đây, còn sức mạnh của anh thì tăng cao. Lĩnh vực tuyệt đối này có hỗ trợ rất nhiều cho võ kỹ và thần thông của Ngô Bình. Ví dụ, anh thi triển kiếm thuật, nếu có thêm lĩnh vực này giúp sức thì có thể hình thành kiếm vực tuyệt đối. Mấy ngày sau đó, Ngô Bình dành chọn để làm quen với lò luyện võ đạo. Trong lúc này, anh phát hiện vận chuyển lò luyện võ đạo cực tốn năng lượng. Ví dụ như để lĩnh ngộ ý nghĩa tuyệt đối. Anh đã hấp thu sức mạnh của hơn 10.000 viên tiên thạch và uống không biết bao nhiêu viên sinh mệnh đan và nguyên anh đan. Sau đó, anh còn phát hiện lò luyện võ đạo có thể hấp thu năng lượng chôn tiền báu. Điều này khiến anh nhớ tới Hỗn Thiên Nghi, lẽ nào đây là tác dụng phụ khi anh dùng nó để luyện chế lò luyện võ đạo ư? Ngày thứ 7 sau khi lò luyện võ đạo hình thành, cuối cùng thì nó cũng đã ổn định. Sau khi lò luyện võ đạo viên mãn, Ngô Bình bắt tay vào lĩnh ngộ đại mệnh vận thuật. Anh đã học được thứ này ở trên thần bia trong động phủ mà ông rùa chỉ chỗ cho, nhưng muốn luyện hóa nó thì trước tiên phải ngưng tụ đôi mắt vận mệnh trước đã. Người bình thường muốn làm được điều này là rất khó, gần như là điều không thể.
Nhưng Ngô Bình lại có ưu thế hơn hẳn, nhờ đôi mắt nhìn xuyên thấu, anh dễ dàng nhìn thấy ý nghĩa của vận mệnh. Sau đó nhờ vào tác dụng của lò luyện võ đạo, anh đã ngưng luyện được đôi mắt vận mệnh chỉ trong nửa ngày. Tiếp theo, Ngô Bình tu luyện đi ép rất thuận lợi. Thuật pháp này có thể hấp thu vận mệnh của người khác, cũng có thể thay đổi số phận của họ, nói chung là có phép thuật nghịch thiên. Ngô Bình ở nhà, nhưng hết luyện đan lại tu hành nên loáng cái, nửa tháng đã trôi qua. Hôm nay, anh đi lên đảo. Ngô Bình bảo tất cả mọi người lần lượt đi qua trước mặt mình, anh sẽ xem họ có thích hợp để tu luyện không, cụ thể là xem họ có tư chất hay vận khí không. Nếu thiếu một trong hai cũng không được. Anh thi triển đôi mắt vận mệnh rồi nhìn lên đỉnh đầu mỗi người thì thấy họ có số mệnh khác nhau. Những ai có vận mệnh tốt, tư chất ổn thì đi tới khu vực chuyên môn. Những ai tư chất tốt, vận mệnh bình thường hoặc cả vận mệnh và tư chất đều bình thường thì sang một chỗ riêng. Số còn lại thì tập trung ở khu vực số 3. Trong đó, những người có tư chất tốt và vận mệnh cũng tốt chỉ có 76 người được gọi là căn cốt thượng thừa, có một trong hai cái tốt thì chiếm hơn 700 người được gọi là căn cốt trung thừa, số còn lại thì chỉ được gọi là căn cốt hạ thừa. Với những người có căn cốt hạ thượng, Ngô Bình phát cho họ mỗi người một cuốn chỉ dẫn tu hành do mình viết, sau này có thể đi được đến đâu là phụ thuộc vào vận may của họ. Nếu có ai trong số họ đạt được thành tựu thì sẽ nhận được nhiều tài nguyên hơn. Người có căn cốt trung thừa thì vừa nhận được chỉ dẫn tu hành, vừa được Ngô Bình luyện đan và giảng dạy theo định kỳ cho. Được đãi ngộ tốt nhất là người có căn cốt thượng thừa, Ngô Bình sẽ thường xuyên dạy cho họ, đan dược dành cho họ cũng là loại cực tốt. Nếu họ có thắc mắc gì về tu hành thì có thể hỏi anh bất cứ lúc nào. Trên hòn đảo có rất nhiều tòa nhà, Ngô Bình chọn một nơi làm phòng học. Chiều hôm nay, anh sẽ dạy buổi đầu tiên, đệ tử thượng thừa ngồi nghe giảng trong phòng học. Đệ tử trung thừa thì đứng, còn đệ tử hạ thừa thì chỉ được xem lại video ghi hình sau khi lớp học xong. Trong lúc Ngô Bình đang giảng bài thì có hai cô gái xinh đẹp xuất hiện ở cửa phòng học, họ yên lặng lắng nghe anh giảng. Buổi này, Ngô Bình giảng về nền tảng trong tu hành và cách hít thở. Anh đã có nghiên cứu sâu rộng về cách hít thở nên từng câu từng chữ đều rất sắc bén. Cách hít thở trông có vẻ đơn giản, nhưng thật ra lại rất khó. Thông qua các cách hít thở khác nhau, sức mạnh mà chúng ta hấp thu từ tự nhiên cũng khác. Ở các giai đoạn khác nhau thì cách hít thở cũng có tác dụng khác nhau. Một đệ tử thượng thừa hỏi, tông chủ, cách hít thở có thể khiến người ta bị thương không ạ? Ngô Bình, cách hít thở được hiểu là công pháp bổ trợ, khi chúng ta xuất chiêu hay thi triển thần thông đều phải cần kết hợp với cách hít thở. Các em nhìn đây. Ngô Bình bước lên trước nửa bước, sau đó tung sáu quyền ra, chúng như được ấn vào không khí, quyền ấn mãi không biến mất. Anh hỏi, các em có nhìn ra gì không? Một đệ tử ngồi gần đó nhất nói, tông chủ, lúc người tung sáu quyền ấn này ra, quyền thứ nhất hít thở xen kẽ với cái chớp mắt đầu tiên, quyền thứ hai là cái chớp mắt thứ hai, đến quyền thứ sau thì là thời gian hít thở sắp hết. Ngô Bình hài lòng nói, đúng thế, tung quyền vào các nhịp thở khác nhau cũng cho ra hiệu quả khác nhau. Như các em đã thấy, trong sáu quyền vừa rồi thì quyền ấn thứ nhất có vẻ non trẻ như em bé mới sinh. Quyền thứ hai có uy lực mạnh hơn rất nhiều, như một thiếu niên 15 tuổi, có sức mạnh nhất định nhưng chưa viên mãn. Quyền thứ ba sức mạnh ngang với trai tráng 25 tuổi, lực ổn định. Có đệ tử hỏi, tông chủ, tại sao tung đòn ở các tiết điểm khác nhau lại có khoảng cách lớn vậy ạ? Ngô Bình cười nói, điều này cho ta thấy sức mạnh bên trong của con người đều có quy luật nhất định, cách hít thở chính là nhịp tiến độ của con người. Ví dụ, tôi gặp đối thủ rồi tung một quyền thật nhanh ra. Trước khi ra đòn, tôi đã điều chỉnh hơi thở rồi thì sẽ khiến lực của quyền ấy đạt đến trạng thái mà tôi muốn. Thậm chí khi thi triển các công pháp hay võ kỹ khác nhau cũng cần nhịp tiến độ khác nhau, như thế mới phát huy được uy lực mạnh nhất. Ngô Bình giảng thẳng vào trọng tâm, các đệ tử nghe xong là hiểu ngay, sau đó tu luyện sẽ dễ dàng hơn. Hai cô gái nghe mốt lúc thì say mê, thành ra nghe đến tận khi lớp tan, các đệ tử lần lượt rời khỏi phòng học, còn họ vẫn đứng đó. Một cô gái mặc váy đó ngưỡng mộ nói, đúng là tông chủ của Lý thì có khác, hiểu biết về tu hành hơn chúng ta nhiều. Cô gái mặc váy vàng còn lại cười nói, anh ta còn trẻ thế mà đã là tông chủ rồi, đương nhiên phải có điểm hơn người chứ. Cô gái váy đỏ, Chu Chân Nhi, Lâm Tích Quân tôi chấm tông chủ này rồi đấy, cô đừng có mà tranh với tôi. Chu Chân Nhi cười nói, cô đừng có tự sướng nữa, tông chủ không thèm để mắt đến cô đâu. Các đệ tử đi rồi. Ngô Bình cũng cầm tài liệu giảng dạy rồi bước nhanh ra ngoài,
nhưng vừa ra đến cửa, anh đã bị hai cô gái đẹp quấn lấy. Một cô váy đỏ, một cô váy vàng, cả hai đều đẹp hết chỗ chê. Cô gái váy đỏ có khí chất hơn một chút, còn cô gái váy vàng thì có nét cổ điển hơn. Ngô Bình ngạc nhiên hỏi, hai cô là? Cô gái váy đỏ cười nói, Tông chủ Lý, em là Lâm Tích Quân. Cô gái váy vàng, Tông chủ, em là Chu Chân Nhi. Ngô Bình chào lại, chào hai cô tìm tôi có việc gì không? Lúc này, Lý Thanh Đế chạy tới rồi cười nói, Tông chủ, Lâm Thị và Chu Thị muốn liên hôn với Lý Thị chúng ta. Ngô Bình lập tức nhớ ra rồi nói, liên hôn cũng được. Sau đó, anh kéo Lý Thanh Đế tới rồi nói, hai cô nhìn đi, đây là Phó Tông chủ, truyền nhân của Thanh Đế, tên là Lý Thanh Đế, hai cô thấy anh ta thế nào? Lý Thanh Đế vội nói, Tông chủ, tôi có vợ rồi mà. Ngô Bình cười lạnh nói, tôi cũng thế, nhưng đàn ông thì năm thê bảy thiếp là chuyện bình thường, anh cứ lấy thêm vài cô nữa đi. Chu Chân Nhi nói, Tông chủ, nhưng em phải lấy anh cơ. Lâm Tích Quân cũng nói, em cũng thế. Ngô Bình đẩy Lý Thanh Đế ra rồi nói, xin lỗi, tôi có người yêu rồi. Lâm Tích Quân cười nói, Tông chủ vừa nói đàn ông năm thê bảy thiếp là chuyện bình thường cơ mà. Ngô Bình nói, hai cô đều là con gái nhà quyền quý, từ nhỏ đã được dạy dỗ đàng hoàng, sao cứ đòi lấy tôi thế? Chu Chân Nhi, lý do lớn nhất là vì liên hôn, hai nhà chúng ta kết thành thông gia sẽ có lợi ích rất lớn cho nhau, hơn nữa em rất khâm phục Tông chủ. Lâm Tích Quân, lý do của em cũng thế, nhưng nhà họ Lâm em sẽ tuyển 100 chàng rể, sau đó chọn ra một người xuất sắc nhất để nhận truyền thừa của gia tộc. Chu Chân Nhi cười lạnh nói, truyền thừa mạnh nhất cái quái gì? Rõ là tà pháp của huyết tổ thôi mà. Lâm Tích Quân tức giận nói, Chu Chân Nhi, thiên huyết kinh không phải tà pháp, mà là một công pháp vô thượng mở khóa huyết mạch. Chu Chân Nhi hừ nói, thế thì có gì hay? Nhà họ Chu tôi cũng có truyền thừa vô thượng đấy, tên là thần lực kinh, nó có thể ở khóa sức mạnh. Nếu tôi liên hôn với Lý Thị thì Tông chủ Lý sẽ được lĩnh ngộ môn công pháp này. Lâm Tích Quân, nực cười. Thần lực kinh của nhà cô từ thời Tiên Quốc đã không có ai tu luyện được, chứng tỏ là có vấn đề rồi. Chu Chân Nhi cau mày nói, thiên huyết kinh nhà cô thì khác đấy. Cứ luyện đến cảnh giới chân huyết là chết vì nổ banh xác còn gì. Vì thế nên nhà cô cũng có nhiều người chết lắm đúng không? Hai bên tranh cái gay gắt, Ngô Bình vội nói, này hai cô, kể ra cũng trùng hợp, tôi cũng có một cô bạn gái họ Chu, một cô họ Lâm, vì thế dù liên hôn thì tôi cũng có người để chọn rồi. Chu Chân Nhi, thật ư, Tông chủ có người thật rồi à? Không sao, tôi có thể cùng cô ấy đại diện cho Chu Thị gả vào Lý Môn. Ngô Bình cạn lời, lẽ nào linh khí hồi phục xong thì phụ nữ cũng thay đổi ư? Lý Thanh Đế nói, hai cô này, Tông chủ nhà tôi còn bận việc, hay tối mai Lý Môn sẽ tổ chức tiệc rồi mời hai cô đến tham dự, có gì thì mai mình nói tiếp được không? Cuối cùng cũng đuổi được hai cô gái đi, Lý Thanh Đế cười nói, sức hấp dẫn của Tông chủ quá mạnh. Ngô Bình lừ mắt với anh ta, Lý Thanh Đế lập tức ngậm miệng. Ngô Bình không ở lại đây nữa, mà dặn dò vài câu xong ra rời khỏi đảo rồi về nhà luôn. Chu Thanh Nhiên ở trong một tòa nhà màu đỏ, người nhà của cô ấy cũng ở đây, gồm ông nội, bố và cả chú của cô ấy. Chu Thanh Nhiên không hề rảnh rỗi, cô ấy quan tâm đến tình hình ở nước Đông Tinh, giờ đang liên lạc với người chú đóng bên ấy qua mạng Internet. Đột nhiên có một người công nhân chạy tới màn hình rồi nói, cô Chu, tôi có một phát hiện quan trọng. Chu Thanh Nhiên hỏi, phát hiện gì thế? Lúc tôi đang đào tinh trần thì tìm thấy ba cục đá to như quả dưa hấu tỏa sáng, tôi nghĩ đây là một thứ bảo bối gì đó nên đã giao nộp cho quốc gia. Chu Thanh Nhiên, mau chụp ảnh cho tôi xem. Vâng. Chu Thanh Nhiên cầm điện thoại chạy đi tìm Ngô Bình, anh vừa về nhà, Ngọc Nô đang thay đồ cho anh. Chồng. Anh xem này, Chu Thanh Nhiên chạy vào rồi giơ ảnh trong điện thoại cho Ngô Bình xem. Trên bức ảnh là một cục đá to như quả dưa hấu, bên ngoài sáng lấp lánh, bên trong có năng lượng màu vàng di chuyển. Thấy thế, Ngô Bình sáng mắt lên, tinh hạch đấy. Chu Thanh Nhiên cười nói, cuối cùng cũng đào được rồi. Ngô Bình, Thanh Nhiên, chúng ta phải đến Đông Tinh một huyến, một là để lấy tinh hạch, hai là xem tình hình bên đó thế nào. Chu Thanh Nhiên, giờ đi luôn ạ. Ngô Bình bảo Ngọc Nô thay đồ cho mình và Chu Thanh Nhiên, sau đó anh cầm tay cô ấy rồi hóa thành một đường kiếm bay tới Đông Tinh. Loáng cái,
họ đã đến nơi. Khi vừa vào địa phận Đông Kinh, Ngô Bình chợt dừng lại rồi nhìn chằm chằm ra phía xa, có một không gian gập sắp mở ở đó, có linh khí đang tràn ra. Chu Thanh Nhiên phát hiện đã đến Đông Tinh nên nói, nhanh quá. Ngô Bình, Thanh Nhiên, chúng ta đi lấy tinh hạch đã. Cô ấy gật đầu, hai người đáp xuống phủ nguyên soái. Ngô Bình là thống lĩnh ba quân của nước Đông Tinh nên có địa vị rất cao, tinh thạch được cất ở đây và có người trông coi. Hai người vừa đáp xuống thì đã nhìn thấy một tốp tu sĩ mặc đồ đen đang chém giết các hộ vệ trong phủ, họ hành động rất nhanh, sức thì mạnh nên chỉ một quyền đã đánh chết được một hộ vệ. Các hộ vệ ra sức phản kháng, nhưng tiếc là họ quá yếu nên vừa lên đã bị đánh chết ngay. Chết tiệt, Ngô Bình nổi giận rồi vung tay lên chém xuống, một đường kiếm tách làm 30, sau đó chém chính xác vào 30 người áo đen kia. Họ đều mang huyết thống Âu Mỹ nên thực lực rất mạnh, nhưng chưa là gì với Ngô Bình cả, tất cả đều bị hạ gục, chỉ còn đúng một người gắng gượng được, nhưng tay trái đã lìa khỏi cơ thể, máu tươi chảy ra. Người đó vừa định đi, đã bị Ngô Bình bóp cổ từ phía sau rồi ném mạnh xuống đất. Bụp, người này gần như lún xuống đất. Xương cốt toàn thân gãy vụn, nội tạng chảy máu. Ngô Bình lật người hắn lại rồi hỏi, anh là ai? Đến đây làm gì? Người đó nhìn Ngô Bình rồi nói, chúng tôi là tín dân của Thượng Đế, giáo hội sẽ không tha cho các người đâu, dứt lời, người đó đã tắt thở. Xong, Ngô Bình vỗ vào người vài cái thì hắn lại tỉnh dậy, sau đó ngẩn ra rồi nói, cậu cứu sống tôi à? Ngô Bình, tôi chưa cho anh chết, thì anh chưa được chết. Nói đi rồi tôi sẽ cho anh chết thoải mái. Người này cắn mạnh vào lưỡi rồi hộc máu ra, sau đó bị sốc vì mất nhiều máu. Ngô Bình lại ấn tay vài cái, lưỡi hắn mọc lại, máu cũng ngừng chảy, vì thế hắn tiếp tục sống lại lần nữa. Người này tuyệt vọng nói, cho tôi chết đi mà. Ngô Bình hết kiên nhẫn nên điểm luôn vào mi tâm để đọc ký ức của tên đó. Ngay sau đó, anh đã biết lý do, cuối cùng cho hắn được chết như ý nguyện. Tất cả những người này đều thuộc giáo hội Bắc Âu, họ nhận lệnh đến đây cướp tinh hạch, còn tại sao họ làm vậy thì chính người những này cũng không biết. Điều trị cho những người bị thương xong, Ngô Bình mới đi xem ba khối tinh hạch, chúng đều to như quả dưa hấu, bên trong có một sức mạnh bị phong ấn, ba sức mạnh với ba màu sắc khác nhau là vàng xanh, tím đỏ và trắng bạc. Ngô Bình cất tinh hạch đi, sau đó đi xem tình hình ở mỏ với Chu Thanh Nhiên, ngày nào các công nhân cũng khai thác và mang tinh trần từ đây về. Chu Thanh Nhiên hỏi, chồng, có tinh hạch rồi thì bỏ tinh trần đi à? Ngô Bình, bỏ sao được, tinh trần có nhiều công dụng lắm, có thể bán được ối tiền đấy. Hơn nữa, các công nhân ở đây sống bằng nghề khai thác tinh trần, nếu mình dừng khai thác thì họ sẽ thất nghiệp. Chu Thanh Nhiên, không đâu anh, chúng ta đã xây dựng rất nhiều nhà máy ở đây, thiếu gì việc cho họ đâu. Họ quay về phủ nguyên soái, các vết máu đã được lau sạch, người bị thương cũng đã được khiêng đi. Ngô Bình đang định lấy tinh hạch ra để nghiên cứu thì đột nhiên cảm thấy gì đó nên bay lên trên cao. Một người phụ nữ bay từ phía xa đến, cô ấy để chân trần, mặc áo giáp màu trắng, sau lưng có một đôi cánh màu bạc, khi xòe ra thì đôi cánh dài đến 3 mét. Thấy thế, Ngô Bình nghĩ ngay đến thiên sứ ở trong phim. Nhưng khi anh nhìn kỹ rồi mới biết cô gái này không phải thiên sứ thật, mà là một người đột biến gen. Nói đúng hơn thì cô ấy là một sản phẩm do đột biến gen tạo thành. Cô gái dừng lại trên không trung rồi nhìn Ngô Bình bằng ánh mắt lạnh lùng rồi nói, giết tín dân của giáo hội thì phải chết. Dứt lời, cô ta tấn công ngay, đôi cánh vỗ mạnh rồi hóa thành tia sáng màu bạc lao về phía Ngô Bình. Hai bên vừa va chạm, Ngô Bình đã thấy thể chất của cô gái rất mạnh, nếu cứ đối đầu trực diện kiểu này, Ngô Bình sẽ không chiếm được ưu thế. Cô gái nói, này người phàm, anh rất mạnh, đáng để tôi dốc toàn lực đấy. Hãy nhớ đây. Tôi là đại thiên sứ Sulia. Sulia thản nhiên nói, người phàm kia, bỏ cuộc đi, sau đó theo tôi về giáo hội chịu tội. Ngô Bình chậm chậm đứng dậy, sau đó phủi bụi trên người rồi lo lắng hỏi Chu Thanh Nhiên, Thanh Nhiên, em có sao không? Chu Thanh Nhiên thở phào nói, chồng ơi, anh cẩn thận cô ta đấy. Ngô Bình ngưng lên nói, chắc chắn cô là một sản phẩm kỹ thuật mới nhất của nước Mễ, nói thật thì cô rất mạnh. Nhưng tiếc là so với tôi thì cô còn non và xanh lắm. Dứt lời, Ngô Bình dậm chân rồi bay đến gần Sulia, cô ta lập tức tấn công, nhưng tốc độ của anh quá nhanh nên đã tát một cái lên mặt cô ta. Chát! Sulia bị tát bay xa mấy mét,
cô ta ngẩn ra định phản công lại. Nhưng đột nhiên cảm thấy mình rơi vào một lực tràng rất mạnh, đây chính là lĩnh vực tuyệt đối của Ngô Bình. Ngô Bình tung một quyền đấm gãy ba xương sườn của Sulia, cô ta hét lên đau đớn, khóe miệng ứa máu. Quỳnh. Quyền thứ hai của Ngô Bình khiến tay trái của Sulia rời ra, để lộ hình dạng của máy móc, bây giờ cô ta không còn sức để phản kháng, đành để mặc cho Ngô Bình muốn làm gì thì làm. Sau đó, Ngô Bình đánh cho Sulia lên bờ xuống ruộng. Anh lấy máu của cô ta, sau đó cảm thấy bên trong có một loại sức mạnh của kim loại, anh nhanh chóng hấp thu sức mạnh ấy để lò luyện võ đạo phân tích nó. Sau đó, anh lấy một con dao ra rồi rạch lấy một cái xương sườn của Sulia để nghiên cứu, bên ngoài cái xương này có phù văn màu bạc, trong xương cũng có sức mạnh cùng màu. Sulia vô lực phản kháng, nói, giết tôi đi. Ngô Bình, tại sao tôi phải giết cô? Cơ thể của cô rất có giá trị nghiên cứu đấy. Sulia, sự tôn nghiêm của tôi không cho phép anh làm vậy. Ngô Bình cười lạnh, thiên sứ. Cô chỉ là một món đồ người không ra người, quái vật không ra quái vậy thôi. Nói rồi, anh móc mắt trái của Sulia, con người của cô ta rất chắc, giống một hòn bi thép, nhưng kết cấu của nó tinh xa ỏ hơn. Một lát sau, anh lại trả con mắt về vị trí cũ, sau đó dùng hai tay ấn lên trán Sulia, một luồng thần niệm đã tiến vào bên trong. Anh đang thi triển khối lỗi thuật, nguyên thần đế của anh quá mạnh, thần hồn của Sulia vốn còn yếu nên đã bị khống chế ngay. Ngô Bình thả lỏng tay, sau đó thu lĩnh vực tuyệt đối lại. Cơ thể của Sulia nhanh chóng hồi phục lại như ban đầu, trông không có gì thay đổi cả. Ngô Bình, Sulia, giáo hội cử cô đến vì tinh hạch à? Sulia gật đầu, đúng thế, giáo hội đã bồi dưỡng các chiến sĩ mang sức mạnh tinh hà, nếu có tinh hạch thì có thể khiến họ mạnh hơn. Sức mạnh tinh hà ư, so với cô thì sao? Ngô Bình ngạc nhiên nói, pha loãng một giọt ra uống là có thể mở được sức mạnh tinh hà ư. Sulia gật đầu, đúng thế, độ tinh thuần của loại thuốc ấy rất cao, nếu không pha loãng thì cơ thể người sẽ không chịu được. Ngô Bình ngẫm nghĩ rồi hỏi, cô có lấy được thuốc ấy không? Sulia, được, nhưng nếu làm vậy thì sẽ gây xung đột. Ngô Bình, không sao, tôi đi cùng cô. Sulia gật đầu, tuân lệnh. Ngô Bình hỏi rõ về tình hình của giáo hội Bắc Mỹ, sau đó cùng Sulia đến đó lấy nước thuốc. Khi sắp bay đến khoảng không của nước Mễ, Ngô Bình phát hiện ở đây cũng có không gian gập sắp mở, các không gian này tỏa ra linh khí dị chủng, khác hoàn toàn với linh khí ở Viêm Long. Anh hỏi, Sulia, trong các không gian gập này có thứ gì? Sulia, nơi mà hậu duệ của thần Titan sống. Ngô Bình, Titan ư? Hai bên còn qua lại với nhau không? Sulia, những người mang dòng máu của thần từ đó ra ngoài đều dần trở thành người thống trị của nước Mễ. Khi gần tới giáo hội, Sulia nhìn rồi nói, có vài vị thần ở đây, tôi khuyên chủ nhân nên chờ vài ngày cho họ rời đi rồi hãy hành động. Ngô Bình gật đầu, cũng được, chúng ta kiếm chỗ nào ở trước đã. Không lâu sau, hai người đã đáp xuống một khách sạn ở Florida. Ngô Bình là long chủ nên có thân phận quan trọng. Anh lấy luôn hộ chiếu ra rồi làm thủ tục nhận phòng. Anh đặt một phòng hướng biển, chỉ cần mở cửa sổ ra là có thể ngắm nhìn phong cảnh rất đẹp. Ngô Bình ngắm biển một lát thì có người đến gõ cửa, sau đó mang đồ vào cho anh, đó là một chiếc điện thoại và SIM mới. Anh lắp SIM vào xong thì nhận được ngay điện thoại của Tư Đồ Hạo Thiên chịu trách nhiệm quản lý phân bộ Hắc Thiên Giáo ở Bắc Mỹ. Tư Đồ Hạo Thiên là con rối của anh nên rất nghe lời. Ngô Bình muốn làm gì ở nước Mễ đương nhiên phải thông qua ông ta. Giáo chủ có cần thuộc hạ đến đó không ạ? Tư Đồ Hạo Thiên hỏi, dù ông ta đã là con rối của Ngô Bình, nhưng trí tuệ và kinh nghiệm sống vẫn còn y nguyên. Ngô Bình, không, tiện thể tôi cũng muốn đi dạo loanh quanh. Linh khí hồi phục, tất cả mọi nơi đều có sự thay đổi nên anh muốn đi dạo một chút. Ngắt máy xong, Ngô Bình mở Thiên Kiêu Bảo Sách ra, vẫn có rất nhiều người thêm anh vào danh sách bạn tốt. Nhưng anh mặc kệ. Anh chỉ trò chuyện với vài người bạn thân lúc trước một lát rồi kiểm tra thứ hạng của mình. Lần trước, anh chưa ngưng tụ được nguyên thần đế, cũng chưa tiến vào thần biến. Nhưng bây giờ, nguyên thần của anh đã mạnh hơn nhiều nên chắc chắn thứ hạng cũng phải tăng lên. Thiên Kiêu Bảo Sách quét một hồi thì hiện ra một màn sáng, trên đó hiển thị Ngô Bình đã từ vị trí thứ 17 nhảy lên vị trí thứ 5. Sau đó, bảng nhân hoàng xuất hiện, anh cũng đứng ở vị trí thứ 11 rồi.
Ở bảng nguyên thần, anh đứng thứ 5, điều này chứng tỏ Ngô Bình đã là một trong 5 người mạnh nhất từ xưa đến nay ở giai đoạn nguyên thần. Lúc này, Nam Cung Nguyệt người từng mua đan dược của anh gửi một tin nhắn đến, chúc mừng anh Lý, bái phục. Ngô Bình, cô Nam Cung quá khen rồi. Nam Cung Nguyệt, anh Lý, anh có xem mạng tiên không? Bây giờ, các thế lực lớn đều đang điều tra về thân phận của anh, nhưng đến chúng tôi cũng không rõ anh đang ở đâu nên chắc họ cũng không biết được. Ngô Bình hỏi, mạng tiên là cái gì? Nam Cung Nguyệt, anh Lý không biết à? Mạng tiên là một hệ thống mạng mà tiên giới dùng 10 đại trận hạt nhân để tạo nên, sau đó phóng tới vạn giới, sử dụng tiện lắm. Ngô Bình, làm thế nào thì đăng nhập được vào đó? Nam Cung Nguyệt, anh Lý chờ chút, tôi gửi cho anh cái này. Loáng cái, Thiên Kiêu bảo sách đã gửi đến một tia sáng, sau đó có một ngọc bàn xuất hiện. Lúc này, Nam Cung Nguyệt đã nói cho Ngô Bình biết cách sử dụng. Ngô Bình nghe xong thì giơ tay ấn vào ngọc bàn, nó lóe sáng, sau đó tạo thành hình ảnh của một cô gái xinh đẹp mặc váy đỏ có giọng nói rất ngọt ngào. Chào mừng sử dụng mạng tiên, đang trong quá trình quét năng lượng, xin chờ. Cô gái xinh đẹp chớp mắt như người thật rồi nói, môi trường sử dụng rất tốt, mời đăng nhập. Tiếp đó, cô ấy lại nói, chào anh, tôi là tiên nhi trợ thủ của anh. Muốn sử dụng mạng tiên thì anh phải đăng ký. Ngô Bình nói, thế thì đăng ký đi. Tiên nhi gật đầu rồi cười nói, được, mời anh thông báo họ tên và thân phận. Ngô Bình hỏi, có cần phải nói tên thật không? Tiên nhi có. Ngô Bình ngẫm nghĩ rồi nói, tôi là Trương Tiểu Bình, năm nay 23 tuổi, rất đẹp trai, tính tình hiền hòa, là một tu sĩ địa tiên thần biến. Tiên nhi cười nói, vâng, tiên nhi đã ghi lại thông tin liên quan, bắt đầu đăng ký. Một lát sau, cô ấy nói, đăng ký thành công, sau này tiên nhi có thể gọi anh là Tiểu Bình được không? Ngô Bình, được. Tiên nhi Tiểu Bình, anh muốn sử dụng mạng tiên thường xuyên thì phải nạp phí. Ngô Bình ngẩn ra, còn phải nạp tiền ư, nhưng anh nghĩ lại thì thấy cũng bình thường, kết nối mạng bình thường cũng phải trả tiền mà. Đúng vậy, thành viên của mạng tiên gồm hội viên sơ kỳ, hội viên cấp trung, hội viên cao cấp và hội viên chí tôn. Trong đó, hội viên sơ kỳ có thể đọc tin, trao đổi tin, nhưng quyền hạn không nhiều, giá đương nhiên cũng rẻ, mỗi ngày cần 500 tiền bùa. Ngô Bình, một ngày mà những 500 tiền bùa, đắt thế. Tiên Nhi cười nói, không đắt đâu ạ, có mạng tiên rồi thì việc tu hành sẽ tiện hơn rất nhiều. Trên đây có rất nhiều công pháp tu luyện đã thất truyền. Ngô Bình hỏi, hội viên trung cấp thì sao? Tiên Nhi, hội viên trung cấp mỗi ngày phải nạp 15 tiền báu, hội viên cấp này sẽ được nhận nhiều thông tin hơn, ngoài ra còn có thể tiến hành mua bán trên mạng tiên. Ngô Bình, hội viện cao cấp có quyền hạn gì? Tiên Nhi, hội viên cao cấp phải nạp 300 tiền báu mỗi ngày, vì thế có thể tham gia đấu giá, mua vật phẩm hiếm có, xem được những thông tin đắt giá. Đồng thời còn có thể mở cửa hàng trên mạng tiên, ngoài ra còn được giảm phí làm thủ tục. Ngô Bình câm nín, còn phí làm thủ tục nữa, đúng là tận thu. Anh hỏi tiếp, nốt hội viên chí tôn đi. Tiên Nhi, hội viên cấp này được miễn phí làm thủ tục, nhưng mỗi ngày phải nạp 1.000 tiền báu. Ngô Bình, mỗi ngày 1.000, một năm là mấy trăm nghìn, mẹ ơi. Anh ngẫm nghĩ rồi nói, đăng ký cho tôi hội viên cao cấp. Tiên Nhi, vâng. Sau đó, Ngô Bình đã trở thành hội viên cao cấp và nhìn thấy quần áo của Tiên Nhi thay đổi, dung nhan cũng tuyệt sắc hơn, thậm chí giọng nói cũng dễ nghe hơn. Ngoài ra, ngọc bàn của anh nhấp nháy vài cái rồi cũng thay đổi, phù văn trên bề mặt rắc rối hơn, cấm chế bên trong cũng cao cấp hơn. Sau khi nâng cấp, Tiên Nhi cười nói, Tiểu Bình, cảm ơn anh đã trở thành hội viên cao cấp của mạng tiên. Bây giờ, Tiên Nhi có thể chính thức phục vụ Tiểu Bình được rồi. Ngô Bình chớp mắt nói, Tiên Nhi, có ảnh của người đẹp không? Tiên Nhi cười nói, Tiên Nhi không phải người đẹp ư. Ngô Bình, người đẹp không mặc đồ ấy. Tiên Nhi đỏ mặt nói, Tiểu Bình, không ngờ anh háo sắc như vậy. Ngô Bình nghiêm túc nói, tôi chỉ muốn kiểm tra tính năng của mạng tiên thôi. Tiên Nhi bĩu môi, sau đó vung tay lên, rất nhiều trang mạng xuất hiện, ở đó có rất nhiều ảnh của người đẹp. Đương nhiên không phải Ngô Bình chỉ muốn xem ảnh người đẹp, hơn cả là anh muốn thử tính năng của trang này. Tiên Nhi, trên này có người nổi tiếng không? Tiên Nhi, người nổi tiếng là gì ạ?
Ngô Bình ngẫm nghĩ rồi nói, kiểu mạng tiên nổi lên thì khiến nhiều người biết đến họ ấy, họ sẽ có tầm ảnh hưởng nhất định trên trang. Tiên Nhi hiểu rồi, Tiểu Bình đang nói đến danh nhân trên mạng tiên, cái này thì có. Ngô Bình, trên này có nơi kết bạn không? Tiên Nhi, trang có rất nhiều tính năng và trang web chuyên biệt, đương nhiên cũng có trang kết bạn. Nói rồi, Tiên Nhi mở hơn 100 trang web lên, Ngô Bình nhìn lướt rồi phát hiện cũng không khác mạng xã hội bình thường là mấy, nhưng tính năng của mạng tiên mạnh hơn thôi. Xem xong một hồi thì Ngô Bình bảo Tiên Nhi mở trang mua sắm. Đây là một trang web chuyên bán bùa chú, chủ của các cửa hàng đều chứng thực bằng tên thật, hầu hết là trưởng lão hoặc đệ tử của các môn phái. Ngô Bình xem xong thì thấy ở đây bùa chú nào cũng có, ví dụ như bùa chú cấp Đại La Kim Tiên hay cấp Địa Tiên cũng không thiếu. Sau đó, anh chọn được một bùa chú tiên thiên có tên là Thiên Canh Đãng Ma Phù có giá là 3.000 tiền báu. Tiên Nhi, tôi mua cái này, anh nói. Tiên Nhi, Tiểu Bình, anh phải đăng ký tài khoản mua bán. Ngô Bình, được. Tiên Nhi nhanh chóng đăng ký tài khoản mua bán và thẻ tín dụng cho Ngô Bình. Nếu độ tín dụng của anh đủ cao thì có thể mua trước rồi trả tiền sau. Độ tín dụng càng cao thì đồ mua được càng đắt. Ngô Bình nạp vào 100.000 tiền báu, sau đó ngọc bàn lóe sáng, bùa chú tiên thiên kia đã xuất hiện trên không trung. Anh cầm nó rồi quan sát, sau đó nói, trình độ rất bình thường, thế mà ăn của mình những 3.000, hố quá hố. Sau đó, anh vào một trang bán đan dược ở đây cũng có đủ loại, có viên lên tới cả chục triệu tiền báu. Cũng có viên chỉ đáng giá vài nghìn tiền bùa. Anh thử mua vài viên đan dược, sau đó phân tích dược tính của chúng. Nếu là anh không thể luyện chế được thì lại trả hàng. Ngô Bình vào tiếp trang dược liệu ở đây cũng có đủ loại, anh cần gì là Tiên Nhi tìm cho anh ngay. Anh ngẫm nghĩ rồi hỏi, Tiên Nhi, đăng ký một tài khoản bán đan dược cho tôi. Sau một vài thao tác của Tiên Nhi, Ngô Bình cũng có một cửa hàng của riêng mình. Anh đặt tên cho nó là hàng đan dược của Tiểu Bình. Tiếp theo, anh cho sinh mệnh đan và nguyên anh đan lên kệ, ngoài ra còn giới thiệu về công dụng, dược tính và các thông tin liên quan của chúng. Tiên Nhi nói nếu bán hàng ở đây thì trang sẽ thu 10% làm phí giao dịch. Nhưng may sao, người mua sẽ phải trả phí này. Ngô Bình vừa cho đan dược lên kệ thì đã có người mua ngay một viên nguyên anh đan. Giá của nó là 100 tiền báu. Sinh mệnh đan thì rẻ hơn là 20 tiền bùa. Anh đặt nguyên anh đan lên mặt ngọc bàn, ánh sáng lóe lên, đan dược lập tức biến mất. Người mua uống xong thì lập tức đặt một đơn hàng lớn, mua một lèo 300 viên. Ngô Bình không còn nhiều nguyên anh đan nên bán 300 viên xong, anh phải gỡ đan dược này xuống luôn. 30.000 tiền báu đã chuyển vào tài khoản của anh, nếu cần thì có thể đổi ra tiền mặt. Đương nhiên chi phí chuyển đổi cũng khá cao, mất 1% phí. Xem xong cửa hàng, Ngô Bình lại chuyển sang các trang kiểu diễn đàn. Có nơi dành cho các thầy luyện đan, nơi thì toàn cao thủ phù đạo. Đương nhiên cũng có trang chỉ toàn nói chuyện phiếm, ví dụ như trang chém gió, trang tiếu lâm. Ngô Bình hỏi, có phát trực tiếp không? Tiên Nhi có, Tiểu Bình muốn xem phát trực tiếp gì? Người đẹp không mặc đồ, anh nói. Tiên Nhi. Ngô Bình, tôi đùa đấy, tôi xem linh tinh thôi. Tiên Nhi mở ra mấy trăm trang, Ngô Bình chọn bừa một cái. Trang này tạo thành một không gian lập thể, người xem có thể ngồi đối diện rồi trò chuyện với người phát trực tiếp. Có một cô gái vô cùng xinh đẹp đang phát trực tiếp ngồi đánh đàn và hát ở đâu đó, bên dưới có không ít tài khoản không tiếc tiền mà cả tiền cho cô gái này. Người dùng của mạng tiên rất thực tế, không có quà cáp gì hết, thích thì cho thẳng tiền luôn. Cô gái này tên là Ngọc Như Tiên Tử, rất xinh. Hát cũng hay nên được rất nhiều nam tu yêu thích. Tiếp đó, có rất nhiều túi tiền rơi xuống chiếc hộp bên cạnh tiên tử, Ngô Bình đếm sơ thấy phải có ít nhất 100 tiền báu, nhiều thì phải tới trên chục nghìn. Mới một lúc mà cô gái này đã kiếm được bộn tiền rồi. Lúc này, ngọc bàn lóe sáng, cả khách sạn đã thay đổi. Anh xuất hiện trong một cung điện rộng lớn, tiên tử Ngọc Như đang ngồi đàn hát ở đây. Xung quanh anh là rất nhiều người thanh niên đang chăm chú dõi cô ấy. Vì anh chưa tặng tiền nên cách tiên tử khá xa. Sau đó, anh nhìn thấy có một nam tu vừa nhìn tiên tử Ngọc Như vừa uống rượu, đã thế còn ngâm thơ. Người đó ngâm hết bài thơ thì có người cười nhạo, nghèo hèn còn bày đặt xem phát trực tiếp, biến đi, Ngọc Như tiên tử không hoan nghênh anh đâu.
Người ngân thơ nổi giận nói, Ngọc Như tiên tử là người trượng nghĩa, không phải thứ mà các người có thể bỏ tiền ra là mua được đâu. Tuy tôi không có tiền, nhưng trong lòng tôi có tiên tử, trong lòng tiên tử cũng có tôi. Dẫu sao tôi đã viết cho tiên tử hơn 3.000 bài thơ rồi. Ngô Bình hỏi tên mắng người ngâm thơ, này anh bạn, anh đập vào đây bao nhiêu tiền rồi? Người đó tôi chuẩn bị 1 triệu tiền báu, nhưng phải chờ một lát nữa mới có. Ngô Bình tỏ vẻ coi thường, thế mà còn dám mắng người khác là nghèo hèn. Anh xem một lúc thì thấy cách hơi xa nên vung tay ném 1.000 tiền báu vào, tiền báu rơi thẳng vào hộp bên cạnh tiên tử. Vì thế cô ấy đã chú ý đến Ngô Bình rồi mỉm cười với anh. Ngay sau đó, Ngô Bình phát hiện mình đã đứng gần tiên tử hơn hẳn. Bây giờ, anh mới nhìn thấy có 5 cái ghế trước mặt tiên tử, mỗi ghế đều sáng lấp lánh, mỗi ghế đều có một người thanh niên ngồi, họ đang mỉm cười thưởng thức tài đàn hát của Ngọc Như tiên tử. Anh hỏi người bên cạnh, anh bạn, 5 chiếc ghế ở trên đầu sao lại khác ghế của chúng ta thế? Người đó nhìn Ngô Bình rồi nói, đó là 5 người tặng tiền nhiều nhất, ngày nào họ cũng chi hơn 50.000 tiền báu. Người chi cao nhất lên đến 300.000. Ngô Bình trợn tròn mắt, thầm thấy thật lãng phí. Nếu đổi là anh thì chắc chắn không có chuyện ném tiền qua cửa sổ như thế, trừ khi người kia là vợ anh. Ngô Bình xem một lát rồi thoát khỏi trang phát trực tiếp này, sau đó bảo Tiên Nhi tìm trang bán đấu giá. Sau đó, Ngô Bình đã tìm thấy một trang đấu giá đan dược, nhưng giá vào cửa của nơi này khá cao, muốn tham gia đấu giá thì phải nạp trước 1.000 tiền báu để thế chấp. Sau khi mua đồ thì số tiền đặt cọc sẽ được trả lại. Nếu không mua gì thì coi như mất số tiền ấy. Ngô Bình chủ yếu chỉ đến xem thường thì đan dược của tiên giới sẽ bán được bao nhiêu tiền thôi nên vui vẻ nộp tiền cọc ngay, sau đó mở chế độ xem toàn cảnh. Cảnh vật xung quanh anh lại thay đổi, hiện anh đang đứng trong một đại diện, xung quanh có các bóng người mờ ảo nhìn không rõ mặt. Tuy nhiên anh lại có thể nhìn rõ tất cả những gì diễn ra trên bục đấu giá. Hiện tại, có một cô gái đang đứng trên đó, cô ấy rất xinh. Khí chất thì cao quý, cô gái cười nói, thưa các vị, buổi đấu giá hôm nay chuẩn bị bắt đầu. Chủ yếu chúng ta sẽ đấu giá đan dược và dược liệu. Sau đây, chúng ta sẽ bắt đầu với món đầu tiên. Có người mang một cái hộp ngọc tới, bên trong có một viên đan dược to như hạt đào, có 2 vầng sáng hình rồng uốn quanh phía trên đan dược, trông chúng sống động như rồng thật. Cô gái nói, đây là một viên long tinh đan, được luyện thành từ tinh khí của 2 con chân long cùng nhiều dược liệu quý khác. Uống đan dược này vào thì sẽ có được sức mạnh của rồng. Có người nói, tỷ lệ hấp thu của tinh long đan vốn thấp mà, cơ thể người sao có thể so với rồng được, uống đan dược này vào cùng lắm chỉ hấp thu được một chút dược lực thôi. Vì thế tuy đan dược này có công dụng phi phàm, nhưng thật ra lại vô dụng với hầu hết các tu sĩ. Cũng có người nói, đó là do tư chất của anh kém, nếu là nhân vương hay nhân hoàng có thể chất mạnh mẽ thì uống vào xong, có thể hấp thu được một nửa hay thậm chí là toàn bộ dược lực luôn. Một người khác cười lạnh nói, thế anh là nhân vương hay nhân hoàng? Người kia không nói gì nữa, trên đời có rất ít nhân vương, còn nhân hoàng thì hình như chưa từng xuất hiện. Cô gái nói, mọi người nói đều có lý, đây là đan dược mà một gia tộc đan dược của thời thượng cổ luyện chế cho nhân hoàng, vì thế đúng là nó thích hợp nhất với nhân hoàng. Đương nhiên, ở đây hiện giờ không có nhân vương hay nhân hoàng nào. Tuy nhiên, dù chỉ hấp thu được một chút sức mạnh từ đan dược thì nó cũng giúp ích rất lớn cho chúng ta phải không ạ? Sau đó, cô ấy công bố giá, một viên long tinh đan đế phẩm có giá khởi điểm là 1 triệu tiền báu, mỗi lần tăng giá ít nhất là 50.000 tiền báu. Ngô Bình có chút dao động, nhưng 1 triệu tiền báu thì đắt quá. 1 triệu, lập tức có người ra giá. 1 triệu 50.000, người khác lên tiếng. Cứ thế, giá của viên đan dược đã được đẩy lên cao. Từ 1 triệu thành 1 triệu rưỡi. Ngô Bình nhẩm tính, gộp cả hơn 1 triệu anh lấy được ở nhà họ Ngụy thì hiện giờ anh đang có khoảng hơn 1 triệu 6 tiền báu. Long tinh đan này có tác dụng với mình hơn gấp 100 lần người khác, mua cũng không sợ hố, anh cắn răng rồi trả giá 1 triệu 550 nghìn. Đây đã là một con số rất cao rồi, hiện trường im lặng, không còn ai ra giá tiếp nữa. Cô gái mỉm cười nói, chúc mừng anh đã đấu giá được một viên long tinh đan. Phí giao dịch là 100.000 nên tổng cộng của anh hết 1 triệu 650.000 tiền báu. Ngô Bình tiếc đứt ruột, vì trả xong tiền mua viên đan dược này thì anh không còn bao nhiêu tiền báu nữa. Anh cho tiền vào tài khoản rồi chuyên cho bên đấu giá, khi ấy có tia sáng lóe lên,
viên long tinh đan đã xuất hiện trước mặt Ngô Bình. Anh cầm viên đan dược lên thì thấy bên trong nó chứa sức mạnh rất đáng sợ, với thực lực của anh hiện giờ thì chỉ miễn cưỡng uống được nó thôi. Đan dược mạnh quá, trình độ của thầy luyện đan này chắc chắn hơn mình, anh vô cùng khâm phục. Sau khi tiêu hết cả đống tiền, Ngô Bình đã thoát khỏi mạng tiên. Anh vừa thoát ra thì điện thoại nhận được một tin nhắn, bạn mình ơi, cậu đến nước Mễ rồi à? Ngô Bình thấy tên người gửi rất quen, anh nghĩ lại một lát thì mới nhớ ra đây là bạn học thời cấp 2 của mình. Thời anh học cấp 2 rất thịnh hành mốt ra nước ngoài du học, vì thế rất nhiều bạn học của anh đã sang Mỹ học. Khi ấy, riêng trường anh đã có hơn 30 người xuất ngoại. Các bạn học sang nước ngoài rồi thì hầu như đều mất liên lạc, ví dụ như người vừa nhắn tin cho anh này là một cô gái tên là Hoàng Nhiễm, ấn tượng trong anh về cô ấy rất mơ hồ. Anh chỉ nhớ cô ấy rất xinh mà thôi. Ngô Bình lấy làm lạ, không biết tại sao cô ấy lại biết anh đến nước Mễ. Anh hỏi, Hoàng Nhiễm, sao cậu biết mình đang ở nước Mễ? Hoàng Nhiễm cười nói, vì mình dùng tính năng mới của hộp thư, chỉ cần có bạn học ở gần mình trong phạm vi 100 km, mình sẽ nhận được thông báo. Hai người đúng là bạn thân của nhau, cách đây nửa năm, chính Hoàng Nhiễm đã chủ động gửi kết bạn với Ngô Bình. Anh cũng không biết tại sao cô ấy lại biết số mình nữa. Nhưng sau khi anh đồng ý kết bạn, cô ấy không nhắc nên anh cũng không hỏi. Ra là thế, đúng là mình đang ở nước Mễ. Hoàng Nhiễm, tốt quá. Cuối cùng cũng gặp được một người bạn cũ, chúng mình hình như không ở xa nhau đâu, để mình đi tìm cậu. Ngô Bình, thôi để mình đi, cậu gửi địa chỉ cho mình đi. Thấy địa chỉ Hoàng Nhiễm gửi cho mình cách đây chỉ hơn 20 cây số nên Ngô Bình thấy cũng không xa lắm. Đi thăm bạn cũ thì không thể đi tay không, vì thế anh đã lấy ít trà, hai bình rượu và ít hoa quả trong nhẫn chữ đồ. Đây là loại trà ngon nhất Viêm Long, rượu cũng được ủ nhiều năm, hoa quả thì là đặc sản của địa tiên giới. Dùng chúng làm quà thì không còn gì phù hợp hơn. Ngô Bình bảo Tư Đồ Hạo Thiên chuẩn bị một chiếc xe, tài xế là một chàng trai ngoài 20 tuổi, biết Ngô Bình có thân phận cao quý nên rất kính trọng anh. Ngô Bình nói cho anh ta biết địa chỉ, tài xế lập tức đi ngay. Trên đường đi, người tài xế nói, anh ơi, nơi anh định đến có an ninh không tốt lắm, ở đấy có nhiều thành phần xấu lắm. Ngô Bình, là sao? Tài xế, ở bên này thu thuế ở khu người giàu rất cao, vì thế mọi người sống ở đấy đều trả nhiều tiền để tình hình trị an được ổn định. Còn ở các khu ổ chuột thì người dân gần như không đóng thuế, ngược lại còn được nhận trợ cấp xã hội. Trị an kém nên người có tiền đều chuyển đi hết, cứ thế khu vực sống cũng ngày càng kém đi. Chiếc xe chạy vào khu dân cư, tốc độ giảm hẳn, còn người tài xế thì có vẻ lo lắng. Ngô Bình nhìn qua cửa kính thì thấy có nhiều người đi lại trên phố như các thây ma. Họ bước đi chậm chạp, đôi mắt thì lờ đờ. Anh cau mày nói, những người này là ai thế? Tài xế, nghiện đấy anh, giờ nước Mễ không quản lý hàng cấm nữa rồi, vì thế ngày càng nhiều người dùng ma túy, ít cũng 1/3 khu này dùng đấy. Người tài xế chỉ lên phía trước rồi nói, bên đó là chợ ma túy, bán hàng 24/7, còn trích giúp bọn nghiện nữa. Ngô Bình khó hiểu hỏi, để đất nước toàn con nghiện thế này thì bên trên có lợi lộc gì? Tài xế, họ đều nói thế giới đang thay đổi, trong đó nước Mễ là thay đổi mạnh nhất. Người giàu bây giờ đều mua thuốc trường sinh bất lão, một số còn mua cả những thứ thuốc giúp cơ thể trở nên mạnh mẽ hơn. Mà sau khi trở nên mạnh hơn, bọn họ sẽ trở thành quý tộc, thậm chí chẳng khác nào thánh thần ở nước Mễ. Còn những người nghèo dưới đáy xã hội thì đã không còn giá trị gì với nước Mễ nữa rồi. Tốt nhất là họ chết đi, như vậy sẽ để lại nhiều không gian hơn. Rất nhanh sau đó, chiếc xe đi tới một con phố trông khá sạch sẽ, dừng trước một tòa nhà. Thảm cỏ trước nhà được cắt tỉa rất gọn gàng. Ngô Bình xuống xe, tài xế đi sau xách đồ. Anh báo tên, cửa phòng mở ra, một người phụ nữ tầm 20 tuổi hơi mập mạp ra đón anh. Khi nhìn thấy Ngô Bình, người này hơi sững lại. So với cậu nam sinh gầy gò trong trí nhớ thì Ngô Bình đã thay đổi rất nhiều, khí chất hoàn toàn khác trước đây. Ngô Bình cười nói, Hoàng Nhiễm không nhận ra mình nữa à? Hoàng Nhiễm vội vã đi tới, nhiệt tình ôm lấy anh, Ngô Bình, giờ cậu đẹp trai quá. Sớm biết thế này năm xưa mình đã theo đuổi cậu. Ngô Bình cười ha ha đáp, khi xưa cậu là tiểu thư cành vàng lá ngọc, mình đâu có dám với cao. Hoàng Nhiễm mời Ngô Bình đi vào trong nhà, cách bài trí bên trong thể hiện rõ đây là một căn nhà mang phong cách nước Mễ điển hình.
một đứa trẻ hơn 2 tuổi mang dòng máu Lai đang chơi trong phòng khách. Nhìn thấy Ngô Bình, đứa bé mỉm cười ngọt ngào gọi hai tiếng chú ơi. Ngô Bình cười hỏi, con gái cậu đây sao? Đáng yêu quá. Hoàng Nhiễm cười đáp, con bé tên là Alice. Ngô Bình, thế chồng cậu đâu? Hoàng Nhiễm, tối anh ấy mới về nhà, công việc khá vất vả. Họ nói chuyện vài câu, Hoàng Nhiễm lấy ra một loại giấy tờ gì đó, đưa cho Ngô Bình xem, Ngô Bình, cậu xem cái này đi. Ngô Bình liếc nhìn, đây là phiếu đăng ký tham gia thử nghiệm khoa học. Sau khi đăng ký thành công sẽ nhận được 200.000 đô tiền thưởng. Ngô Bình hơi ngạc nhiên, tiền thưởng nhiều vậy á? Hoàng Nhiễm gật đầu, Ngô Bình, cậu có hứng thú tham gia không? Nếu cậu đồng ý thì lúc điền phiếu đăng ký, hãy điền tên mình là người giới thiệu nhé. Bởi vì như vậy mình có thể nhận được 100.000 đô phí giới thiệu. Đương nhiên mình sẽ không nhận cả mà sẽ chia cho cậu một nửa là 50.000 đô. Ngô Bình lập tức hiểu ra tại sao cô bạn cũ này lại đột nhiên rủ mình tới nhà chơi. Những thí nghiệm như này anh đương nhiên không hứng thú nên đáp, Hoàng Nhiễm, 2 ngày nữa mình phải về nước rồi, chỉ sợ không giúp được cậu. Hoàng Nhiễm không khỏi thất vọng, cúi đầu ủ rũ. Ngô Bình thấy vậy thì không đành lòng, nên hỏi cậu đang gặp khó khăn gì sao? Nghe Ngô Bình hỏi vậy, Hoàng Nhiễm bật khóc thút thít, chồng mình nửa năm trước xa vào con đường nghiện ngập, đã dùng hết tiền tiết kiệm trong nhà, lại nợ thêm ngân hàng 500.000 đô. Nhà mình sắp phá sản rồi, mình thực sự chẳng còn cách nào nữa. Xin lỗi cậu, mình không nên gọi cậu tới đây rồi gây phiền phức cho cậu. Ngô Bình cau mày, nhưng thế này cũng không phải cách. Cho dù cậu có kiếm được 2 triệu đô thì chồng cậu cũng chơi sạch. Hoàng Nhiễm năm xưa xinh đẹp bao nhiêu giờ đã hơi phát tướng, gương mặt nhìn như một người phụ nữ chừng 30 tuổi, sức khỏe tinh thần thì rất tệ. Hoàng Nhiễm vừa khóc vừa nói, vậy mình phải làm sao đây? Con mình còn nhỏ vậy, nó không thể không có bố. Nếu không phải vì con thì mình đã tìm đến cái chết rồi. Đúng lúc này trước nhà có tiếng ô tô, sau đó là tiếng bước chân nặng nề. Một gã đàn ông người Âu mễ mặt mày xám ngoét đi vào. Thấy Hoàng Nhiễm đang ngồi cạnh Ngô Bình trong phòng khách, gã lập tức nổi điên. Khốn kiếp, con đàn bà hạ đẳng, mày đang chim chuột với nó sao? Nói rồi hắn đi tới nắm tóc Hoàng Nhiễm, sau đó dùng lực định đập đầu cô ấy xuống bàn. Đột nhiên, gã đàn ông dừng tay, Ngô Bình đã kịp thời ấn vai hắn ta, khiến xương vai gã đàn ông còn kêu răng rắc. Mặt gã đàn ông lộ vẻ đau đớn, một chân quỳ sụp xuống sàn, đau đến nỗi không thể nói thành lời. Ngô Bình lạnh lùng nói, đánh như vậy có thể khiến vợ anh mất mạng đấy. Nói rồi anh đưa tay vỗ lên lưng người đàn ông mấy cái, gã lập tức ho dữ dội rồi bắt đầu nôn ọe, nôn đến khi mềm nhũn người không còn chút sức lực nào nữa mới thôi. Hoàng Nhiễm thấy vậy vội hỏi, Ngô Bình, chồng mình sao vậy? Không sao cả, mình chỉ giúp loại bỏ độc dược từ ma túy. Sau này anh ta sẽ không nghiện lại nữa. Hoàng Nhiễm sững sờ, cai nghiện sao? Ngô Bình gật đầu, anh lấy ra một tờ chi phiếu 1 triệu đô đặt lên bàn rồi nói, bạn học cũ, mình chỉ giúp được cậu đến đây. Sau này hãy sống cho tốt nhé. Đặt tờ chi phiếu xuống rồi anh đưa tay vuốt tóc cô bé, sau đó đi ra khỏi nhà Hoàng. Khi Hoàng Nhiễm định thần lại rồi đuổi theo thì Ngô Bình đã lên xe đi mất rồi. Khi quay về nhà, Hoàng Nhiễm nhìn tấm chi phiếu mà bật khóc nức nở. Chồng cô ấy lúc này đã hồi phục trở lại, gã lập tức vơ lấy tờ chi phiếu chạy ra ngoài định đi mua ma túy. Hoàng Nhiễm hét lên rồi đuổi theo nhưng gã chồng đã chạy mất dạng. Gã chồng này tên là Will, hắn lao vào trong chợ đen bán ma túy, lấy ra toàn bộ số tiền lẻ còn sót lại trên người. Giờ gã có tờ chi phiếu 1 triệu đô trong tay thì tiêu hết chút tiền lẻ này cũng chẳng sao. Vừa lấy được ma túy, gã lập tức chạy sang bên cạnh hít một hơi. Thế nhưng vừa hít một hơi gã đã cảm thấy vô cùng khó chịu, đau đớn lăn ra đất co giật. Cảm giác đau đớn này còn khó chịu hơn gấp trăm lần cảm giác khi lên cơn vật thuốc. Mẹ kiếp, sao có thể như vậy? Gã kinh ngạc hít thêm một hơi nữa nhưng kết quả lại càng đau đớn hơn, cảm giác như sắp chết đi vậy. Thực ra việc cai nghiện về mặt sinh lý không khó. Những kẻ hút ma túy như Will không bỏ được là do sự phụ thuộc về mặt tinh thần. Mười mấy phút sau, gã quay về nhà, nhìn thấy vợ mình tiều tụy, đầu óc gã đột nhiên tỉnh táo trở lại. Gã ôm lấy Hoàng Nhiễm, khóc nức nở, em yêu, anh sai rồi, sau này anh sẽ không bao giờ đụng vào thứ đó nữa. Bé con thấy bố mẹ mình khóc thì cũng òa khóc theo.
Uy ôm lấy hai mẹ con rồi cũng khóc thành tiếng như trẻ con. Trên đường về nhà, tâm trạng Ngô Bình có chút nặng nề. Anh nói, tư bản không có nhân tính, những người này đã không còn giá trị đối với bọn họ, cho nên sớm muộn cũng bị loại bỏ. Tài xế thở dài đáp, tôi nghe nói những gã tư bản giàu có đã chuyển tới thiên đường sinh sống rồi. Thiên đường, Ngô Bình không khỏi ngạc nhiên. Tài xế, đúng, chính là thiên đường. Ngô Bình như thể nghĩ ngợi gì đó, sau đó đột ngột bảo tài xế, quay lại đi. Tài xế ngẩn người ra nhưng vẫn quay lại như anh bảo. Ngô Bình bảo tài xế dừng xe trước cổng chợ đen mua bán ma túy. Sau đó mỗi khi có khách vào mua, anh lại tìm cách vỗ vài cái vào người họ. Những người này đều giận dữ muốn đánh Ngô Bình nhưng ngay lập tức bị anh vả cho lệch mặt. Chợ đen này hoạt động sôi nổi nên mỗi phút đều có mấy người vào. Cứ như vậy, Ngô Bình đứng đó 5 tiếng, giúp hàng nghìn người bỏ ma túy. Những người này mà hít ma túy vào là lập tức co giật vô cùng đau đớn. Tài xế kia vô cùng khâm phục, tấm tắc khen, tiên sinh, anh đúng là lòng dạ Bồ Tát. Nếu là tôi thì tôi đã mặc kệ bọn họ rồi. Ngô Bình, tôi là bác sĩ, thấy rồi thì không thể nhắm mắt làm ngơ. Sau đó Ngô Bình lên xe quay về khách sạn. Anh không biết rằng mâu thuẫn giữa dân thường và tư bản nước Mễ đã lên tới đỉnh điểm. Trong lúc anh giúp đỡ hàng nghìn người cai nghiện, có người đã đăng đoạn CCTV quay hình anh lên mạng. Chưa tới nửa tiếng, số người xem đã lên tới 1 triệu. Khi Ngô Bình về tới khách sạn và mở điện thoại ra thì video đó đã đứng đầu top thịnh hành. Lượng người phát lại video trên thế giới lên tới hơn 130 triệu người, mà sau đó số lượng này tiếp tục tăng. Thiên sứ giáng trần cứu giúp những người lầm đường lạc lối. Lợi hại, chàng trai này chỉ cần 3 giây là chữa khỏi cho một người nghiện. Người ta còn chèn thêm vô số biểu ngữ, khẩu hiệu khiến video càng lúc càng hot, được chia sẻ rầm rộ. Ngô Bình lướt mạng, nhìn thấy video mình chữa bệnh cho mọi người. Một tổ chức tôn giáo trong dân gian thậm chí còn nhận anh là thần của họ, gọi là thần chính nghĩa, là đại diện của chính nghĩa ở chốn trần gian. Chỉ trong vài tiếng ngắn ngủi mà giáo phái chính nghĩa đã được thành lập, còn Ngô Bình chính là thần chính nghĩa. Ban đầu tín đồ chỉ có vài trăm người, sau đó tăng lên hàng nghìn người. Nhìn thấy video này, anh biết mình lại gặp rắc rối rồi. Quả nhiên, Sulia đi vào phòng, nói, chủ nhân, chúng ta bị một đám cao thủ bao vây rồi. Ngô Bình đứng dậy, đáp hiện giờ vẫn chưa được để lộ thân phận của cô, tôi sẽ ra ngoài dụ bọn chúng đi trước. Ngày kia chúng ta gặp mặt tại đây. Sulia gật đầu, vâng. Sau đó, một đạo kiếm quang lao vào trong khách sạn, mười mấy luồng khí tức hùng mạnh lao vào truy sát Ngô Bình. Có điều tốc độ của anh quá nhanh, chẳng mấy chốc đã bỏ xa đám người kia. Không lâu sau, anh đã tới vùng trời trên biển Thái Bình Dương. Thấy những người kia không đuổi theo được, Ngô Bình lơ lửng trên không trung một lát, định bụng lát nữa sẽ âm thầm quay lại nước Mễ. Đúng lúc này, từ mặt biển đột nhiên có một cái xúc tu lao lên, cuộn chặt lấy anh. Đó là xúc tu của một con bạch tuộc khổng lồ, các giác hút bên trên xúc tu của nó hút chặt lấy Ngô Bình, sau đó kéo anh xuống nước. Ngô Bình vẫn rất bình tĩnh, con bạch tuộc này đáng sợ nhưng vẫn không làm gì được anh. Con bạch tuộc không ăn thịt anh mà lôi anh xuống độ sâu hàng mấy nghìn mét. Đến đây, Ngô Bình nhìn thấy một cung điện nguy nga tráng lệ. Nhìn cung điện này không cũ, kiến trúc đều là của thời kỳ cận đại. Có điều, ai lại đi xây cung điện ở dưới đáy đại dương chứ? Đoàng! Anh một trưởng đánh gãy xúc tu của con bạch tuộc, xúc tu của nó rơi xuống trước cửa cung điện. Cửa điện đang đóng nhưng bên trong có một luồng năng lượng kỳ lạ đang luân chuyển. Anh chạm vào cửa, sau đó dùng lực ấn thì một tiếng cạch vang lên, cửa lớn mở ra, một bóng người vụt lao ra. Ngô Bình theo bản năng đưa quyền lên đỡ, một tiếng nổ inh tai vang lên, người kia bị đánh lui còn Ngô Bình cũng lùi về sau mấy bước. Người kia có đôi mắt màu lam nhạt, da cũng màu lam nhạt. Trên bề mặt da có vảy, giữa các ngón tay có màng. Người này nhìn Ngô Bình chằm chằm rồi hỏi, tại sao lại muốn lao vào lãnh địa của tôi? Ngô Bình tò mò nhìn lại người này, anh đáp, tôi bị con bạch tuộc kia lôi xuống đây, không có ý xâm phạm lãnh thổ của các người. Ngược lại thì anh tự nhiên tấn công tôi, có phải rất quá đáng không? Người đàn ông hừ một cái đáp, anh đẩy cửa nhà tôi thì đương nhiên tôi sẽ coi anh là kẻ xâm lược. Ngô Bình nhìn ngó xung quanh, cười hỏi, không đánh thì sao quen biết được chứ, chúng ta kết bạn nhé.
ai thèm kết bạn với anh, người kia trợn mắt, mau rời khỏi đây, nếu không tôi sẽ giết chết anh. Ngô Bình cười lạnh, anh mà đủ sức giết tôi thì giờ tôi đã là bộ xương rồi. Người đàn ông kia đột ngột phất tay, anh cảm nhận được bốn lực đạo âm thầm hình thành trong lòng biển, ập về phía anh từ bốn phía. Ngô Bình lập tức tạo trường lực xung quanh mình, lập tức xung quanh anh sóng yên biển lặng, mấy luồng lực đạo kia biến mất. Người đàn ông thấy mấy chiêu tấn công của mình đều vô hiệu thì không khỏi kinh ngạc, cung phu của anh là gì vậy? Ngô Bình đáp, đừng có nhờn, còn dám tấn công một lần nữa là tôi sẽ giết anh. Nói dứt lời, một tia kiếm quang bay ra, lao đi trong nước như một tia chớp dưới lòng đại dương, tốc độ cực nhanh. Khi kiếm quang quay lại, tất cả xúc tu của con bạch tuộc rụng xuống. Người đàn ông kia kinh ngạc, bất giác lùi về sau mấy bước. Ngô Bình, vẫn không muốn mời tôi vào uống chén trà sao? Người đàn ông kia bất lực, đánh không lại nên đành phải phục tùng. Anh ta né sang một bên, nói, vào đi. Bên trong đại điện cũng có bàn ghế và các vật dụng khác, cũng có cả đồ trang trí, hơn nữa mọi thứ còn rất đẹp. Ngô Bình hỏi người đàn ông, chỉ có mình anh ở đây sao? Người đàn ông, tạm thời chỉ có mình tôi đã thức tỉnh. Thức tỉnh, Ngô Bình hỏi lại. Người đàn ông, trước đây tôi cũng là con người như anh, sau đó thức tỉnh dòng máu của hải thần nên mới biến hình thành thế này. Ngô Bình, hóa ra là người của hải tộc, vậy tôi phải xưng hô ra sao? Người đàn ông, tôi tên là Miko. Ngô Bình, vậy tôi sẽ gọi tắt là Mai. Mai, người nhà anh cũng đang thức tỉnh sao? Người đàn ông gật đầu, họ cần thời gian để thức tỉnh, tôi chỉ đến đây trước, xây sẵn lâu đài chờ thời kỳ đại dương tới. Ngô Bình, thời kỳ đại dương. Michael đáp, nơi này trong tương lai có thể mở ra tất cả không gian gấp của đại dương. Ngô Bình hỏi, đại dương bên trong đó rộng lắm sao? Michael, rộng vô bờ bến. Ký ức của tổ tiên cho chúng tôi biết ở trong đó có rất nhiều sinh vật khổng lồ và bá đạo. Hai người họ đang nói chuyện thì một quả cầu thủy tinh đột nhiên xuất hiện bên ngoài cung điện và phát sáng. Michael kinh ngạc, hô lên, quỷ nước đến rồi. Ngô Bình xứng lại, quỷ nước. Dứt lời, ở bên ngoài cung điện, từ những góc tối tăm của đại dương xuất hiện rất nhiều thứ kỳ lạ có hình dạng như người. Nó màu đen, tỏa ra ánh sáng màu xanh. Nó nửa giống vật chất, nửa giống một dạng năng lượng. Nó bò bằng bốn chân, đầu hình tròn, không có ngũ quan rõ ràng, nhưng có một cái miệng cực lớn lởm chởm đầy răng. Ngô Bình tò mò nhìn những sinh vật này, hỏi thứ quái quỷ gì đây? Michael vô cùng căng thẳng, lạ quá. Sao hôm nay bọn chúng đến đông như vậy? Bình thường chỉ có 3 hoặc 5 con, hôm nay tận mấy trăm con. Xong đời rồi, chúng ta sẽ bị quỷ nước ăn thịt mất. Ngô Bình vẫn bình chân như vậy, anh đáp, sợ cái gì chứ, bọn chúng đánh không lại chúng ta. Michael thì sắp khóc đến nơi rồi, lần trước chỉ có 5 con mà tôi còn suýt bị chúng xé xác. Lát nữa ra tay anh sẽ biết sự lợi hại của chúng. Đột nhiên, một con quỷ nước hóa thành một ánh sáng đen. Lao vút đi như một tia sét giữa lòng đại dương, tới trước mặt Ngô Bình. Sau đó nó há cái miệng rộng định táp vào cổ anh. Ngô Bình dùng quyền đánh vào mình nó, con quỷ nước kêu lên thảm thiết rồi phát nổ. Michael rất kinh ngạc, Ngô Bình cũng ngạc nhiên không kém bởi anh biết quyền ban nãy mạnh đến mức nào, vậy mà chỉ miễn cưỡng giết được một con quỷ nước. Điều khiến anh càng ngạc nhiên hơn là những con quỷ nước này giống như một dạng sinh mệnh rất đặc biệt, cùng loại với loại hồn phách mà anh đang tu luyện. Anh lập tức lấy ra lò luyện minh thần, cười nói, phát tài rồi. Michael còn chưa kịp phản ứng lại thì Ngô Bình đã tóm lấy một con quỷ nước, ném vào trong lò luyện. Lò luyện minh thần khẽ lắc lư, sau đó phun ra một viên đan sinh mệnh, lại còn thêm hàng trăm viên nguyên anh đan. Ngoài ra, còn có 10 viên đan màu xanh lá, bên trong có hồn lực rất mạnh, cho nên Ngô Bình gọi nó là phách lực đan. Anh thu lấy đan dược, lại ném thêm con quỷ thứ hai vào lò luyện. Từ khi uống thiên phách châu, trải qua quá trình thần biến, giờ sức mạnh của anh vô cùng dồi dào, hồn thể cũng rất mạnh nên dù quỷ nước có mạnh vẫn không đủ để anh xem là đối thủ. Một đám quỷ nước cùng lao về phía anh, Ngô Bình tay đấm chân đá túi bụi, liên tục ném thêm quỷ nước vào trong lò luyện. 15 phút sau, đám quỷ nước còn lại thấy không đánh lại nên vội vã rút lui. Thế nhưng Michael không những không vui mà gương mặt còn lộ vẻ kinh hãi, nói chúng ta mau đi thôi. Chắc chắn lát nữa vua quỷ nước sẽ tới. Ngô Bình hỏi, vua quỷ nước, rất lợi hại sao?
Michael không nói hai lời, lập tức bơi ra phía xa nhưng bị Ngô Bình kéo giật lại. Michael không bơi được, kêu ầm lên, anh làm cái quái gì thế hả? Tôi không muốn ở lại chờ chết. Ngô Bình mỉa mai, hải tộc hèn vậy sao? Anh không cần ra tay, cứ ở đằng sau làm chó xem tát ao thôi là được rồi. Michio sắp khóc đến nơi rồi, đại ca, tôi không mạnh như anh, cũng không tự tin như anh. Anh tha cho tôi đi, tôi còn chưa có bạn gái, tôi không muốn chết. Michael còn chưa nói hết câu thì đột nhiên dừng lại, bởi có một con quỷ nước khổng lồ vừa xuất hiện. Con quỷ nước này có hai đầu, một trái một phải. Nó có sáu cái chân, bò như một con nhện, sáu cái tay đều cầm một loại vũ khí. Con quỷ nước này phải cao tới 5 mét, dù đứng ở xa cũng cảm nhận được sức mạnh kinh hoàng của nó. Michael lẩm bẩm, thôi rồi, cụ đi một sải, giờ muốn chạy cũng không chạy được nữa rồi. Ngô Bình thả Michael ra, há miệng khạc một cái, một đạo kiếm quang lao ra. Kiếm này là do kiếm hồn và kiếm viên hợp lại thành một nên sắc bén khỏi phải bàn. Ngô Bình lập tức bơi tới, nhặt lấy vua quỷ nước lúc này đã được chặt ra thành nhiều khúc, ném vào lò luyện minh thần. Lò luyện lại rung lắc một lát, sau đó phun ra hàng triệu viên đan sinh mệnh, hơn 30.000 viên anh nguyên đan và 1.500 viên phách lực đan màu tím. Michael lúc này đứng như trời trồng, kinh ngạc thốt lên, anh mạnh quá. Ngô Bình, thì tôi đã nói rồi, vua quỷ nước cũng chỉ đến thế mà thôi. Michael lúc này đã rất kính nể Ngô Bình, nói, anh bạn, tôi có thể biết tên của anh không? Ngô Bình, tôi tên Trương Tiểu Bình. Michael, anh Trương là tu sĩ của nước Viêm Long sao? Ngô Bình đáp, không sai. Michael gật đầu, tu sĩ của Viêm Long và tu sĩ của chúng tôi có hai hệ thống tu hành khác nhau. Ngô Bình đáp, ừm, có lẽ là hai nền văn minh tu hành khác nhau. Michael như thể nghĩ ra chuyện gì đó, anh ta lấy ra một quả cầu thủy tinh rồi hỏi, Trương, đây là quả cầu bản đồ toàn cảnh lục địa mà năm xưa tôi có được, anh muốn xem không? Ngô Bình khá hứng thú, anh đáp được. Michael đặt tay lên quả cầu, bên trong quả cầu hiện lên vô số quang ảnh, trong nước hình thành một bản đồ lập thể vô cùng lớn. Tấm bản đồ dần thu nhỏ lại, sau đó Ngô Bình nhìn thấy một đại dương rất rộng lớn. Bên trong đại dương đó có bốn mảnh lục địa, trong đó có một mảnh lớn nhất. Ở phía bắc lục địa này có một lục địa hẹp khác, diện tích chỉ khoảng 1/10 lục địa rộng lớn ban nãy. Ở phía tây lục địa lớn là một lục địa trông khá giống hình hồ lô, diện tích khoảng 1/3 lục địa lớn. Ở phía đông là một quần đảo rất lớn, diện tích khoảng 1/20 lục địa lớn. Xung quanh quần đảo lớn có rất nhiều đảo nhỏ phân tán xung quanh. Sau cùng, phía nam là một lục địa trông như hình trăng non, diện tích khoảng 1/4 lục địa lớn. Michael chỉ vào lục địa hình quả hồ lô, nói, đây là lục địa của phương Tây, Viêm Long là lục địa ở giữa, có diện tích lớn nhất. Ngô Bình vô cùng ngạc nhiên, thật không ngờ thế giới bên dưới lại rộng lớn như vậy. Michael vẽ lên một vòng tròn nhỏ ở lục địa giữa, to chừng 1/3 lục địa đó rồi nói, đây là phạm vi ảnh hưởng của đại thương. Ngô Bình kinh ngạc, đại thương chỉ chiếm 1/3 diện tích lãnh thổ thôi sao? Michael gật đầu. Lại vẽ thêm một vòng tròn nữa, to bằng 2/3 diện tích lãnh thổ rồi nói, đây là tiên quốc. Ngô Bình, xem ra ngay cả thời tiên quốc cũng chưa thể kiểm soát được toàn bộ đại lục. Michael, thế giới chúng ta đang sống là thế giới được hình thành trên đại lục hồng hoang từ cuộc đại dung chấn phân chia đại lục lần đầu tiên. Ngô Bình, lục địa của Viêm Long gọi là gì vậy? Michael, ở giữa là đại lục Côn Luân, phía bắc là đại lục Tuyết Nguyên. Phía tây là đại lục Song Tử, phía nam là lục địa Tân Nguyệt. Còn phía đông là Châu Doanh. Ngô Bình, xem ra chúng ta mới khám phá được một phần rất nhỏ của những không gian gấp. Michael, đương nhiên, anh nhìn xem bốn lục địa này mặc dù diện tích lớn nhưng cộng lại vẫn không bằng 1/10 diện tích đại dương. Khi nào toàn bộ đại dương xuất hiện thì không gian mới được mở ra toàn bộ. Ngô Bình, hai ta không đánh không thành anh em, Mai, hay là chúng ta trao đổi phương thức liên lạc đi. Sau này còn liên lạc với nhau. Michael, được. Michael lấy ra một quả cầu thủy tinh màu xanh to cỡ nắm đấm, nói, sau này chúng ta có thể liên lạc bằng thứ này. Ngô Bình nhận lấy quả cầu thủy tinh, đáp, vậy tôi không phiền anh nữa, cáo từ. Michael vội nói, tôi không thích bị gọi là Mai, gọi tôi là Michael đi. Giọng Ngô Bình từ phía xa vọng lại, được nha Mai. Sau khi ra khỏi biển, Ngô Bình âm thầm quay lại nước Mễ,
anh tìm tạm một khách sạn để ở rồi liên lạc với Sulia. Không lâu sau, Sulia đã có mặt ở khách sạn. Hỏi ra mới biết mấy kẻ lần trước vẫn còn lởn vởn quanh đó nên tốt nhất là đợi thêm vài ngày nữa. Trong lúc rảnh rỗi, Ngô Bình lên mạng đọc tin tức. Kết quả anh phát hiện số lượng tín đồ của giáo phái chính nghĩa trên toàn cầu đã vượt mốc 100 triệu người. Kết quả này thật đáng kinh ngạc, khiến anh không khỏi thảng thốt. Ngô Bình nghĩ ngợi một lát rồi quyết định sẽ hành động. Người lãnh đạo của giáo phái chính nghĩa hiện tại là một người đàn ông tên là Edward. Người này 55 tuổi, trước kia là một kỹ sư phần mềm có thu nhập cao. Ông ấy cũng có một gia đình hạnh phúc, hai đứa con một trai một gái và một người vợ hiền lành dịu dàng. Thế nhưng, nửa năm trước con trai ông ấy nghiện ma túy rồi chết vì sốc thuốc. Vợ ông ấy cũng bị giết trong một cuộc xả súng trên phố. Còn cô con gái tham gia cuộc thử nghiệm thuốc gì đó của nhà nước rồi biến thành thứ không giống con người. Ông ấy vô cùng tuyệt vọng trước thế giới, trước đất nước này. Ngày hôm đó, Edward định tự sát bằng súng nhưng đột nhiên lại xem được đoạn phim Ngô Bình cứu chữa những con nghiện ma túy. Edward cảm động trước tấm lòng và tài năng của Ngô Bình. Ông ấy cảm thấy Thượng Đế có thể đã từ bỏ loài người nhưng vẫn có người như Ngô Bình cứu giúp họ. Đặc biệt là khi anh ung dung đi ra khỏi vòng vây của đám cảnh sát. Hình ảnh ung dung tiêu sái đó cao lớn và vĩ đại như một vị thần. Cho nên, sau khi giáo phái chính nghĩa tuyên bố Ngô Bình là thần chính nghĩa của họ thì Edward lập tức xin gia nhập giáo phái này. Sau đó ông ấy còn dùng những kỹ năng IT của mình để tuyên truyền rộng rãi cho giáo phái. Cho nên, ông ấy nhanh chóng trở thành thành viên chủ chốt của giáo phái này. Edward lúc này đang ở trong một công xưởng bỏ hoang, hai tay ông ấy gõ bàn phím. Ông ấy đang định viết ra một phần mềm cho các tín đồ của giáo phái sử dụng, như vậy sẽ tiện liên lạc và giao lưu hơn. Edward đã 55 tuổi rồi, thời gian không tha cho ai cả nên làm việc liên tục được 2 ngày như ông ấy đã là ý chí sắt đá lắm rồi. Có điều giờ ông ấy cũng đã thấy rất mệt mỏi. Đúng lúc này, trong đầu ông ấy đột nhiên vọng lên một giọng nói ấm áp mà lại rất quyền uy, khiến ông ấy cảm thấy rất thoải mái khi nghe thấy. Edward. Edward sững người, đưa mắt nhìn quanh rồi hỏi, ai đó? Giọng nói kia lại vang lên, ông có thể coi tôi là thần chính nghĩa. Edward mừng rỡ, quỳ sụp xuống đất, cuối cùng thì thần cũng tới rồi. Giọng nói này đương nhiên chính là Ngô Bình, anh đang ở cách đó không xa, dùng thần niệm để giao tiếp với Edward. Đó là một viên nguyên anh đan, Edward lại nuốt viên đan này vào bụng. Dược lực rất mạnh khiến cơ thể ông ấy không chịu nổi. Thế nhưng có một sức mạnh huyền diệu bảo vệ ông ấy cho tới khi dược lực của nguyên anh đan phát huy hết. Sau cùng, Ngô Bình cho ông ấy viên đan thứ 3, đó là một viên phách lực đan màu xanh. Sau khi uống 3 viên đan, Edward trở thành một người đàn ông chỉ chừng 20 tuổi sức lực dồi dào. Ông ấy cảm kích dập đầu lạy tạ, đa tạ ân đức của thần. Ngô Bình, Edward, lát nữa sẽ có người cho ông 100 tài khoản ngân hàng, trong mỗi tài khoản có 1 tỷ đô. Ông dùng số tiền này xây dựng giáo phái, giúp mọi người vượt qua khó khăn. Nói rồi, anh còn cho Edward thêm 1 triệu viên đan sinh mệnh rồi nói, những viên đan sinh mệnh này ông cũng hãy chia cho những người cần. Sau khi dặn dò xong, Ngô Bình liền nhờ Lý Mai, Tư Đồ Hạo Thiên và những người khác lập 100 tài khoản ngân hàng rồi gửi vào đó 100 tỷ đô để giao cho Edward. Edward có tiền, lại có đan sinh mệnh trong tay nên giáo phái lớn mạnh như diều gặp gió. Chẳng mấy chốc nó đã trở thành một giáo phái có hơn 500 triệu tín đồ trên toàn thế giới. Khi về đến khách sạn, Ngô Bình lên mạng của tiên giới giao bán nguyên anh đan. Loại đan dược này được bán với giá 100 đồng tiền bảo một viên. Giá trị của 30.000 viên nguyên anh đan là 3 triệu đồng tiền bảo. Cũng giống như lần trước, nguyên anh đan vừa được giao bán là đã có rất nhiều đơn đặt hàng. Chưa tới nửa ngày, đan dược của Ngô Bình đã bán hết. Sau đó anh đi dạo xung quanh các cửa hàng lớn thì phát hiện loại đan dược bán chạy và cháy hàng nhất là tam tai đan. Tam tai đan là một bộ 3 viên đan dược có tác dụng giúp hư tiên chống chọi lại với thiên lôi, âm hỏa và nghiệp phong. Có điều luyện loại đan này cực khó, tỷ lệ thành công thấp nên rất khan hiếm, có tiền cũng khó lòng mua được. Mà có mua được thì chất lượng đan kém, thường chỉ là đan tam hoặc tứ phẩm nên hiệu quả có hạn. Ngô Bình nhận thấy đây chính là thời cơ kinh doanh, giờ trong tay anh có nhiều tiền nên quyết định bỏ tiền để mua một lượng lớn dược liệu luyện tam tai đan. Anh quyết tâm sẽ dành thời gian luyện số lượng lớn loại đan này để kiếm một núi tiền. 3 loại đan thuộc bộ tam tai đan là hóa lôi đan,
Tịnh hỏa đan, tức phong đan. Dược liệu để luyện cũng không dễ mua, giá cũng đắt. Sau cùng, anh mua 100 bộ dược liệu luyện đan như vậy, hết tổng cộng 350.000 đồng tiền bảo. Ngô Bình trước đó đã có kinh nghiệm luyện cửu lôi kiếp đan mà hóa lôi đan này cũng là loại đan dược gần giống vậy. Cho nên anh sẽ luyện hóa lôi đan đầu tiên. Luyện đan đương nhiên không thể ở khách sạn, cho nên anh tìm một công xưởng bỏ hoang rồi bảo Sulia canh gác cho mình. Lô đan đầu tiên đã thành công, là đan nhất phẩm. Lô thứ hai còn thành công hơn, đan vương phẩm. Đến lô thứ ba thì là đan đế phẩm. Hai ngày sau đó, Ngô Bình luyện ra 10 lô hóa lôi đan, mỗi lô được 4 viên, vậy là tổng cộng 40 viên. Luyện đan cực tốn sức, luyện đến lô thứ 10 là anh đã thấy oải rồi. Trong các cửa hàng đan dược lớn, giá bán của hóa lôi đan là hơn 10.000 đồng tiền bảo, mà đó chỉ là đan tứ phẩm. Nếu là đan nhị phẩm thì giá lên tới 450.000 đồng tiền bảo. Nhất phẩm thì chỉ mua được trong các phiên đấu giá, giá về tay thường không dưới 150.000 tệ. Còn vương phẩm, đế phẩm giá bao nhiêu thì phải đấu giá xong mới biết được. Ngô Bình nghĩ ngợi một lát rồi đáp, tôi muốn đấu giá hóa lôi đan vương phẩm, đan dược này giúp chống chịu thiên lôi kiếp. Dược lực chia làm 5 luồng, 1 luồng chính và 4 luồng bổ trợ. Giá khởi điểm là 300.000 đồng tiền bảo, mỗi lần tăng giá không được dưới 20.000 đồng tiền bảo, thời gian đấu giá là 3 phút. Sau khi hết thời gian sẽ bán cho người trả giá cao nhất. Tiên Nhi hí hoáy một hồi thì mặt hàng này đã xuất hiện trên kệ. Trước đó anh bán một lượng lớn nguyên anh đan nên cửa hàng của anh trở nên rất hot, có hàng chục nghìn người đang thăm cửa hàng của anh. Hóa lôi đan vừa lên kệ, trang mạng liền chủ động gợi ý mặt hàng này cho người xem. Cho nên chẳng bao lâu sau, cửa hàng nhỏ của Ngô Bình đã có số người tham quan kỷ lục là trên 300.000 người. Ngô Bình thấy đã đến lúc nên nói, Tiên Nhi, bắt đầu đấu giá đi. Khi đồng hồ đếm ngược bắt đầu điểm, lập tức có người trả giá. 300.000 đồng. 320.000 đồng. 350.000 đồng. Sau 10 lần trả giá, giá đã lên tới 500.000 đồng, nhưng cuộc đấu giá vẫn tiếp diễn. Sau cùng, khi thời gian đấu giá kết thúc, viên đan dược được bán với giá 660.000 đồng. Ngô Bình rất hài lòng, anh bảo Tiên Nhi thông báo giờ này ngày mai sẽ có hóa lôi đan đế phẩm. Sau đó, anh ao khỏi mạng. Sulia nói, chủ nhân, người đã đi rồi, nửa tiếng sau hành động. Ngô Bình, cô muốn tôi phối hợp thế nào? Sulia, chủ nhân hãy đột nhập vào nhà kho chứa tiêu bản ADN của chúng. Đó là nơi tối quan trọng nên chúng sẽ dồn toàn lực ngăn cản anh. Đến lúc đó, nội bộ sẽ không được canh gác cẩn mật, tôi sẽ nhân cơ hội lấy đồ. Ngô Bình gật đầu, được. Trong trụ sở của giáo hội, một pháo đài có lính canh gác nghiêm ngặt, 24 lính canh lực lưỡng đang trực. Trong pháo đài là kho ADN tối quan trọng và một số thứ quý giá khác cũng được đặt trong kho. Ngô Bình đứng trên một cái cây cách pháo đài mấy nghìn mét, anh liếc nhìn rồi lấy ra sách thần ma. Anh đang định hành động thì cảm thấy bên cạnh mình có thêm một người khác. Anh quay đầu lại thì sợ hãi giật nảy mình. Người này là một người đàn ông trông có vẻ vô hại, gương mặt tuấn tú. Ngô Bình, đại ca Thi, người dọa người sẽ dọa chết người đấy. Thi Hoàng, ta không phải người. Ngô Bình. Thi Hoàng hỏi, bên trong là thứ gì? Ta cảm thấy khí tức của chúng rất hợp khẩu vị của ta. Ngô Bình, là gen của các sinh vật dũng mãnh. Anh nói xong thì động lòng, nói, đại ca Thi, nếu ông thích thì cầm đi, tôi giúp ông. Thi Hoàng nói, được. Ông ta đang định hành động thì bị Ngô Bình kéo lại, đại ca Thi, ông luôn theo dõi tôi sao? Thi Hoàng, đâu có, chỉ là lúc nãy ta có chuyện muốn hỏi cậu nên đã đi theo mùi của cậu để tìm cậu. Ngô Bình giật mình, cách cả mấy vạn dặm mà ông cũng có thể ngửi mùi tìm đến đây sao? Thi Hoàng, đấy là chuyện rất dễ dàng. Ngô Bình lắc đầu, thôi được, ông Pro. Thi Hoàng, Pro là đang khen ta sao? Ngô Bình, là một từ để khen ngợi. Thi Hoàng biến thành một cái bóng, tông sập bức tường kiên cố được bảo vệ bởi vô số thủ đoạn của pháo đài rồi ngang nhiên xuất hiện bên trong. Bên trong pháo đài, có hàng vạn mẫu và tài liệu quý giá, Thi Hoàng chỉ vung tay một cái, toàn bộ được cuốn hết vào tay áo ông ta. Trời đất rung chuyển, cách đó không xa có ba luồng khí tức đáng sợ xuất hiện và nhanh chóng lao đến. Ngô Bình không nói gì, quay đầu bỏ chạy một mạch ra xa mấy nghìn mét.
Lúc này, Sulia đã tiến vào một căn phòng, vì pháo đài đã bị công phá nên thủ vệ ở đây lập tức kéo đến chi viện, khung cảnh vô cùng hỗn loạn. Vì vậy cô ta có thể dễ dàng lấy được bình nước thuốc trong phòng thí nghiệm, có mấy nhân viên thí nghiệm ở đó dò hỏi nhưng đã bị cô ta đánh ngất xỉu. Đương nhiên, ngoài bình nước thuốc ra thì còn có một số loại thuốc giá trị, toàn bộ để bị Sulia tiện tay cầm theo luôn. Ngô Bình đứng đợi trên núi 5 phút thì Sulia đến, cô ta giao cho Ngô Bình 5 bình, có lớn có nhỏ. Tiếp đó Thi Hoàng cũng đến, Thi Hoàng không bị dính chút bụi vẩn nào trên người, vẻ mặt không cảm xúc. Ngô Bình hỏi, đại ca Thi, có thu hoạch không? Thi Hoàng, đã lấy hết. Ngô Bình tròn mắt, lấy hết rồi. Sau đó có 3 cao thủ chạy đến đúng không? Các người đã đánh nhau chưa? Thi Hoàng, thực lực của họ không tồi. Một người bị ta đánh chết, 2 kẻ khác bị đánh trọng thương. Ngô Bình giật mình, chỉ mới có vài phút mà đã chết một vong 2 thương, thực lực của Thi Hoàng này thật sự rất đáng sợ. Anh nói, lấy được đồ rồi, chúng ta đi thôi. Thi Hoàng, cậu đi trước đi, ta cảm thấy chỗ này còn có rất nhiều thứ mình cần, ta phải ở lại thêm lát nữa. Ngô Bình biết rõ nếu Thi Hoàng ở lại, chắc chắn sẽ khiến nước Mễ điên đảo, nhưng chuyện này liên quan gì đến anh chứ? Anh lập tức nói, được, đại ca Thi, ông thích gì thì cứ lấy, không cần khách sáo với bọn họ. Thi Hoàng nhìn Sulia, bên cạnh ta còn thiếu một tỷ nữ hầu hạ, cậu để cô ta lại cho ta đi. Ngô Bình mỉm cười, nói cũng được, Sulia, sau này cô hãy làm việc cho Thi Hoàng. Sulia gật đầu, vâng, chủ nhân. Thế là một mình Ngô Bình rời khỏi nước Mễ, quay về Đông Tinh. Lúc này Chu Thanh Nghiên đang xử lý công việc ở nước Đông Tinh, Ngô Bình vừa quay về thì cô ta liền nói, ông xã, có người đến báo nói rằng đã xuất hiện một ngọn núi thần ở trong nước, rất nhiều người địa phương lên núi bái tế nhưng không được cho lên. Núi thần. Anh liền đáp, chúng ta đi xem thử. Anh dắt theo Chu Thanh Nghiên đến nơi có ngọn núi thần, nói là núi thần nhưng thật ra là tòa một kim tự tháp, chỉ có điều kim tự tháp này vô cùng cao lớn, cao tận 3.000 mét. Sườn dốc lại dài đến 4-5.000 mét, các mặt đều có cầu thang màu vàng, dẫn thẳng đến đỉnh tháp. Thấp thoáng có thể nhìn thấy một đài cao ở trên đỉnh kim tự tháp, hình như có thứ gì bên trên đó. Lúc này, mấy trăm người dân địa phương đang liều mạng leo lên nhưng mới leo lên được 7-8 bậc là họ đã ngất xỉu. Có luồng sáng trắng chiếu từ trên trời xuống, một người da đen cao to xuất hiện, người này cao hơn 2 mét, trên thân vẽ đủ loại hoa văn ký hiệu, chân trần và ánh mắt sáng ngời. Ngô Bình hơi bất ngờ, vì khí tức của người da đen này đã là động thiên. Người da đen sải bước tiến lên trên, bước một bước dài đến 3-4 bậc thang. Lúc đầu anh ta đi rất nhanh nhưng đi được hơn 100 bậc thì bắt đầu chậm lại, được 1/3 kim tự tháp là không thể nào tiến thêm được nữa, chỉ có thể đứng tại chỗ hét lớn với vẻ không cam tâm. Ngô Bình gọi một người địa phương đến, hỏi anh ta, đây là gì? Người địa phương nhận ra thân phận của anh. Đáp đây là núi thần trong truyền thuyết của chúng tôi. Sau đó anh ta kể một câu chuyện cho Ngô Bình nghe truyền thuyết của bộ lạc ở đây, nghe nói thời kỳ viễn cổ, bộ lạc không sao thích nghi được với tự nhiên, bị yêu quái dã thú xem như con mồi. Bất chợt có một ngày, ngọn núi thần xuất hiện, một anh hùng tên Anh Kỳ của bộ lạc khi ấy đã leo lên núi. Anh ta đã uống nước thần trên đỉnh núi, sở hữu sức mạnh tương dương 10 con sư tử, có được tốc độ bằng với 10 con báo và mắt như chim ưng. Sau khi xuống núi, Anh Kỳ trở thành thủ lĩnh của bộ lạc, dẫn dắt bộ lạc đi tới cuộc sống bình an, không còn sợ mãnh thú và yêu quái nữa. Mặc dù chỉ là truyền thuyết thần thoại nhưng Ngô Bình vẫn có thể nghe ra được một số điểm quan trọng bên trong, chẳng hạn như nước thần trên đỉnh kim tự tháp. Lúc này lại có một cao thủ xuất hiện, là một người Âu Mỹ, người này ở trần, tóc màu vàng kim, khắp người đều là cơ bắp cuồn cuộn, vừa đẹp vừa mạnh mẽ. Người đó từ trên trời đáp xuống. Cơ thể đè ép làm không khí phát nổ khiến người dân bình thường trong phạm vi 100 mét đều bị nổ chết. Những người đó đều là người dân của nước Đông Tinh, là con dân của Ngô Bình nên anh không kìm nổi cơn tức giận. Tiếp đó lại có một đôi nam nữ đáp xuống bên cạnh hắn ta, người đàn ông mặc đồ da màu đỏ, người phụ nữ mặc váy đen. Người đàn ông ở trần hút điếu xì gà trên miệng, cười nói, lại là một tòa tháp thần ban, lần này chúng ta nhất định không thể để mất cơ hội. Anh đã không còn cơ hội nữa rồi. Bỗng dưng có một giọng nói vang lên sau lưng hắn ta, không biết Ngô Bình đã đến gần từ bao giờ. Người đàn ông liếc Ngô Bình, ai cho mày dũng khí dám nói chuyện như thế với tao hả?
Ầm. Ngô Bình không nói rông dài, một quyền đã đánh bay người đàn ông ở trần kia. Người này té nhào, lăn mãi đến khi dừng ở dưới chân kim tự tháp, cả người tựa vào bậc thang, miệng không ngừng hộc máu, máu và nội tạng trộn lẫn vào nhau. Hai người còn lại cũng kinh sợ, lùi lại vài bước theo bản năng, sợ hãi nhìn Ngô Bình chằm chằm. Ngô Bình tiến một bước đến phía trước người đàn ông bị thương kia, một chân nhấc lên, dẫm nát đầu hắn ta. Đầu người này nổ tung như một quả dưa hấu, chất lỏng bên trong bắn tung tóe khắp nơi. Anh cũng không quan tâm đến thi thể, đi bước lớn về phía kim tự tháp. Vừa lên bậc thang, anh đã cảm nhận được một luồng sức mạnh tinh thần đang tác động vào nội tâm anh. Sau 10 bậc, sức mạnh này đã khá lớn, nếu không phản kháng, chắc chắn sẽ ảnh hưởng nặng nề đến cảm xúc của anh. Sau 30 bậc, anh giải phóng nhân cách thái thượng thì lập tức nhẹ nhõm hơn nhiều. Đi hết một nửa bậc thang, ngoài áp lực tinh thần thì thân thể cũng bắt đầu cảm nhận được lực đẩy. Cảm giác giống như đi vào trong thủy ngân mật độ cao vậy, rất khó chìm xuống, buộc phải dùng rất nhiều sức mới có thể nhấn toàn thân vào trong thủy ngân. Lực đẩy này càng lúc càng mạnh, đến 10 bậc cuối cùng, dù Ngô Bình có sức mạnh khủng bố thì mỗi bước đi vẫn phải chịu áp lực rất lớn. 9 bậc, 8 bậc, 7 bậc. Khi anh bước lên bậc cuối cùng, hai loại sức mạnh bỗng chốc tăng lên gấp bội. Cũng may là thực lực anh đủ mạnh, vào giây phút cuối đã kiên trì chịu đựng được, vững vàng bước lên trên đài. Đài này không lớn, khoảng chừng 10 mét vuông, ở giữa có đặt một cái bàn bằng kim loại nhỏ, trên bàn để một cái chén, trong chén có để một lọ nước thuốc màu tím đen. Là đại sư luyện dược, cao thủ đan đạo nhưng Ngô Bình lại không nhìn ra được nó là gì, anh tiến lên ngửi thử mà lại không ngửi được bất kỳ mùi gì. Điều này cũng có nghĩa, nước thuốc này có một đặc điểm kỳ lạ là không thể trao đổi vật chất gì với thế giới ngoài, dù để nó trong không khí, trong nước thì nó cũng có duy trì ổn định, không hề có sự trao đổi chất cấp độ phân tử hoặc nguyên tử. Không thể nhận ra được nước thuốc này, Ngô Bình lại càng thêm nghi ngờ, anh bèn dùng năng lực nhìn thấu vạn vật, vừa nhìn đã phát hiện nước thuốc được tạo thành từ 5 loại cấm chế nhỏ. Những cấm chế này tuy nhỏ, nhưng kết cấu tinh vi. Một khi đi vào trong cơ thể người thì sẽ hình thành rất nhiều loại cấm chế ở trong thân thể hoặc nguyên thần. Còn về cấm chế cuối cùng là gì thì ngay cả Ngô Bình cũng không thể đoán được. Thế nhưng, hắn lại nhớ đến thời kỳ thượng cổ có một phương pháp nâng cao thực lực do những người thông minh phát minh ra, chính là khắc cấm chế trong cơ thể người, giúp người ta sở hữu thực lực mạnh mẽ. Chẳng lẽ, đây chính là sản phẩm của thời đại đó? Nhưng cơ thể người bình thường có thể chịu đựng sức mạnh to lớn của cấm chế sao? Anh cầm lấy cái chén định rời đi, vừa nhấc chân lên thì lại bị một lực hút mạnh mẽ kéo về, rõ ràng, nếu không uống cạn nước thuốc trong chén thì anh không thể lấy nó đi được. Ngô Bình không muốn lãng phí cơ hội như vậy, anh không nói lời nào, một hơi uống cạn nước thuốc trong chén. Nước thuốc vừa vào bụng, toàn bộ đều tiến vào lò luyện võ đạo. Lúc này, khi anh bước đi lần nữa, luồng sức mạnh kia đã biến mất. Về lại mặt đất, hắn dẫn theo Chu Thanh Nghiên, mau chóng rời khỏi hiện trường. Ngô Bình vừa đi, kim tự tháp từ từ chìm vào trong đất, biến mất không thấy tung tích. Quay về chỗ ở, Chu Thanh Nghiên hiếu kỳ hỏi, chồng à, anh uống thuốc kia rồi, không sao chứ? Ngô Bình hô tay, không sao. Thanh Nghiên, anh muốn tu luyện một lúc. Chu Thanh Nghiên cũng không làm phiền, vội ra khỏi phòng. Ngô Bình cảm nhận được thay đổi trong lò luyện võ đạo, trong nước thuốc có 5 loại cấm chế, lúc này toàn bộ đều được lò luyện võ đạo tách ra. Một loại cấm chế trong đó, phóng ra khỏi lò luyện võ đạo đầu tiên, dung nhập vào xương cốt, cơ bắp và máu của anh, hình thành một hệ thống cấm chế, những cấm chế này liên kết thành một chuỗi giúp anh nhanh chóng đã có được thần lực. Thì ra là cấm chế sức mạnh, Ngô Bình khẽ cười, xem ra truyền thuyết kia là có thật, vị anh hùng anh kỳ đó có lẽ đã hấp thụ cấm chế sức mạnh trong nước thuốc. Ngô Bình cũng mặc kệ nó, anh đến nơi mà người nhà họ Đường đang ở. Hai chị em Đường Tử Di và Đường Tử Yên đang cùng nhau luyện công, mấy ngày nay Đường Tử Di đều cố gắng tu luyện, cũng có chút tiến bộ. Thấy Ngô Bình quay về, Đường Tử Di cười nói, chồng à, sao giờ mới về? Ngô Bình cười nói, đi một chuyến xa, Tử Di, thương lượng với em một chuyện. Đường Tử Di hỏi, chuyện gì? Ngô Bình, ở trên mạng tiên, anh có mở một cửa hàng bán đan dược, thi thoảng còn bán thêm một vài thứ khác, vì vậy mỗi ngày đều cần phải xử lý. Đường Tử Di, mạng tiên gì? Ngô Bình bèn lấy ngọc bàn ra, cảnh tượng xung quanh lập tức thay đổi, tiên nhi lại xuất hiện, chào mừng công tử đến mạng tiên. Ngô Bình, tiên nhi, cô ấy là Đường Tử Di,
là người đại diện của tôi, sau này cô ấy sẽ thay tôi quản lý mạng Tiên, sắp xếp chuyện cửa hàng. Tiên Nhi, không sao, kể từ bây giờ, Đường Tiên Tử cũng có quyền lợi như Diệp Công Tử. Ngô Bình gật đầu, nói, hôm nay bán đấu giá một hóa tuyết đan đế phẩm. Lần này có Đường Tử Di tham gia, cô ấy tận mắt thấy buổi đấu giá có đến 100.000 người tham gia, hơn nữa kêu giá cũng rất kịch liệt. So với đan dược vương phẩm lần trước, lần này là đế phẩm, không chỉ hiệu quả tốt hơn, mà hiệu quả tổng thể còn tăng gấp bội. Đối với những tu sĩ có tài chính hùng hậu mà nói, đây mới là thứ mà bọn họ muốn. Hóa tuyết đan đế phẩm, giá khởi điểm 500.000 tiền báu, mỗi lần tăng giá không thấp hơn 50.000 tiền báu, thời hạn 3 phút, sau khi thời gian kết thúc, cao thủ đưa ra giá cao nhất có được đan dược này. 500.000 550.000 600.000 Không ngoài dữ liệu của Ngô Bình, giá cả tăng vào tới 1 triệu, sau đó tần suất tăng giá rõ ràng có chậm lại. Khi thời gian gần kết thúc, giá cuối cùng đã đạt đến 1.350.000 tiền báu. So với 1.260.000 tiền báu lần đấu giá trước, thì anh đã kiếm lời được 2.610.000 tiền báu rồi. Sau đó, Ngô Bình lại lấy ra một vài bí thạch lấy được ở Nam Cương, tinh trần khai thác được ở Đông Tinh Quốc cùng với một vài thứ không dùng đến. Đường Tử Di rõ ràng càng có đầu óc kinh doanh hơn cả anh, giá bán cao hơn thấy rõ, hơn nữa cô ấy ra tay cũng rất nhanh nhẹn. Giao mạng tiên cho Đường Tử Di, Ngô Bình quay về phòng đan dược luyện đan. Tam tai đan, ngoài hóa tuyết đan còn có tịnh hỏa đan và tức phong đan. Anh bắt đầu tu luyện tịnh hỏa đan, luyện chế tịnh hỏa đan này khá khó. Nhưng kỹ thuật luyện đan cũng anh không hề tầm thường, lò thứ nhất đã thành công rồi, tuy chỉ là đan dược bậc 2. Lò thứ 2 lại đạt đến bậc 1, lò thứ 4 là vương phẩm, lò thứ 5 trên vương phẩm, mãi đến lò thứ 6 mới luyện được tịnh hỏa đan đế phẩm. 3 viên tịnh hỏa đan bậc 2 trực tiếp đem bán ra ngoài, mỗi viên 80.000 tiền báu, sau đó, 3 viên tịnh hỏa đan bậc 1, mỗi viên bán với giá 240.000, được 720.000 tiền báu. Trong lúc Ngô Bình luyện đan, Đường Tử Di đã bán 4 lượng tinh trần, mỗi lượng 100.000 tiền báu, còn bán không ít thứ vụn vặt, tổng cộng được thêm hơn 160.000 tiền báu. Đến đây, tổng cộng anh kiếm được 3.970.000 tiền báu. Có tiền báu rồi. Anh lại bắt tay khởi động lò luyện võ đạo, tiếp tục suy ngẫm về công pháp thất phẩm của Tiên Điện Thiên Võ, Âm Dương Tạo Hóa Công. Lúc lò luyện võ đạo chuyển động, anh cũng không lãng phí thời gian, cùng lúc tu luyện Thiên Cực Kiếm Kinh loại thứ 6, Trọng Kiếm. Trọng Kiếm, tên cũng như nghĩa, đó là muốn làm cho kiếm quang nặng hơn. Kiếm quang vốn là dùng sự sắc bén để thắng, nhưng bước này lại cứ đi theo một con đường riêng, phải tăng độ nặng của kiếm. Không cần nghi ngờ. Đây là một chuyện rất khó, bởi vì một khi kiếm quang đã nặng nề thì sẽ không còn nhẹ nhàng, linh động được nữa. Ngô Bình vừa có được cấm chế thần lực, bây giờ sức mạnh của anh là vô biên, nhưng chỉ như vậy cũng không thể thi triển được trọng kiếm, vì vậy anh sử dụng kiếm vực. Kiếm vực này, là do khu vực tuyệt đối biến hóa mà ra. Vì vậy, anh thông qua lò luyện võ đạo, biến hóa sức mạnh tuyệt đối thành kiếm lực, khu vực do kiếm lực hình thành, chính là kiếm vực. Trong kiếm vực, kiếm quang cũng trở nên nặng nề hơn, đồng thời lại mất đi sự linh động. Cái gọi là đại trí nhược ngu, lúc này nó đúng là câu dùng để hình dung kiếm quang của Ngô Bình. Nhưng đây chỉ là bắt đầu, dù sao kiếm vực cũng không thể quá lớn vì sẽ hạn chế phạm vi hoạt động của kiếm quang. Vì vậy dần dần, Ngô Bình đã thay đổi chiến lược, anh để kiếm vực theo cùng với kiếm quang, để kiếm vực với kiếm quang dung hợp một thể. Cứ như vậy, kiếm quang đến nơi nào, cùng đều có kiếm vực. Một tia kiếm quang bay lượn trong không trung rồi đột nhiên đập xuống mặt đất, một ngọn núi nhỏ mấy trăm mét đã bị đánh vỡ. Đây là kiếm lực kinh khủng mà Ngô Bình phát hiện ra, một đòn này, cho dù là hư tiên cũng sẽ quay cuồng. Luyện thành trọng kiếm này thì Âm Dương Tạo Hóa Công kia cũng xem như hoàn thành. Quá trình này, tiêu hao hết 80.000 tiền báu của Diệp Thiên. Âm Dương Tạo Hóa Công, có thể tu luyện ra âm dương nhị lực, mà sau đó sức mạnh âm dương sẽ kết hợp và biến hóa. Tạo thành các chiêu thức thần kỳ, tinh xảo hoàn mỹ. Âm Dương Tạo Hóa Công tổng cộng có 3 cấp, lần lượt là sức mạnh âm dương nhị nguyên, cửu âm cửu dương. Tu luyện vừa mới bắt đầu, anh đã nhận được tin tức của Vân Tịch truyền đến, nói bên kia xảy ra chuyện, hy vọng anh có thể đến Thái Thanh Tiên Cảnh một chuyến. Ngô Bình lập tức đến Vân Châu, Vân Phủ. Vân Tịch đã đợi ngoài cửa từ lâu, Ngô Bình vừa đến,
cô ấy đã mời anh đến sau viện, lão tổ nhà họ Vân, Vân Phi Dương đang ngồi ngay ngắn. Nhìn thấy Ngô Bình, Vân Phi Dương cười nói, Ngô Bình, mời cậu đến, là có chuyện quan trọng cần thương lượng với cậu. Ngô Bình, lão tổ cứ nói. Vân Phi Dương, không gian mở ra, Thái Thanh Tiên Cảnh và vài thế giới đã nối liền một vùng, không ít thế lực đều đến Thái Thanh Tiên Cảnh, tình hình bảy châu có phần hỗn loạn, sáu châu còn lại đều đang dục dịch. Vì vậy, tôi hy vọng cậu có thể giống như lần trước, giả làm một người có thân phận cưới Vân Tịch. Làm như vậy, Vân Thị chúng tôi cũng có chút sức mạnh rồi. Ngô Bình cười nói, lão tổ muốn tôi giả vờ là thế lực phương nào. Vân Phi Dương, ví dụ như Thiên Kiêu Tiên Vực Vĩnh Hằng, hoặc là đệ tử Tiên Điện Thiên Võ. Ông ấy rõ ràng vẫn không biết, Ngô Bình chính là truyền nhân của Tiên Điện Thiên Võ. Ngô Bình, vậy làm Tiên Điện Thiên Võ đi. Vân Phi Dương gật đầu, được, cậu cứ giả vờ là Thiên Kiêu Tiên Điện Thiên Võ, với tư chất và thực lực của cậu, sẽ không có người nghi ngờ. Khẽ dừng lại rồi ông ấy nói tiếp, chỉ là, muốn cưới Vân Tịch nhà tôi, phải phô trương làm lớn một chút, như vậy người ngoài mới không nghi ngờ. Ngô Bình, phô trương sao? Không sao cả, quay về tôi sẽ chuẩn bị. Vân Phi Dương cười nói, để phô trương, thì Vân Thị tôi sẽ chuẩn bị, dù sao cũng là nhờ cậu giúp đỡ. Ngô Bình lại nói, quả thực là tôi muốn cưới Vân Tịch, vì vậy những thứ này sẽ do tôi sắp xếp, lão tổ cứ an tâm, sẽ khiến ông hài lòng. Nói đến đây, đôi mắt Vân Tịch sáng rực, đầu hơi cúi, như có chút xấu hổ. Ánh mắt Vân Phi Dương sáng lên, tốt quá rồi. Vân Thị tôi và sáu nhà khác, cũng có quan hệ thông gia, đến lúc đó con rể sáu nhà khác cũng đến, tất nhiên sẽ tranh hơn thua với cậu. Cậu cũng không cần khách sáo. Cứ dốc sức phô diễn thiên tài và sức mạnh của cậu ra. Nói xong chuyện này, Ngô Bình nhân lúc rảnh rỗi liên lạc với Long Quân, An nói, sư huynh, em sắp cưới vợ rồi, làm sao để tổ chức phô trương chút vậy? Long Quân cười nói, muốn phô trương chẳng phải là chuyện quá dễ dàng à, chuyện này cứ để anh đây lo. Chào hỏi với Long Quân xong, Ngô Bình và Vân Tịch đến một khu biệt viện, nơi này là nơi Vân Tịch thường sinh sống. Vân Tịch, em kết thai rồi. Lần trước anh bảo Vân Tịch ở lại trong tháp Vạn Duy tu luyện, lúc nào đạt địa tiên cấp 6, lúc nào được ra ngoài, không ngờ cô ấy lại đột phá nhanh như thế. Vân Tịch cười nói, ừ, hôm trước mới đột phá địa tiên tầng 6, hơn nữa bản thân em cũng đã luyện thiên cực kiếm kinh đến tầng thứ 5 rồi. Tu luyện đến thiên cực kiếm kinh tầng thứ 5 chứng tỏ Vân Tịch đã luyện thành công kiếm hoàn. Ngô Bình cười nói, khá lắm, để anh xem thử kiếm quang của em. Vân Tịch vung tay lên. Một luồng kiếm quang màu xanh bay ra không trung. Ngô Bình cũng phát ra kiếm quang màu vàng, hai luồng kiếm quang đan vào nhau tạo thành một kiếm trận. Ngô Bình tu luyện chính hướng, còn Vân Tịch là thể thiên nghịch, tu luyện thiên cấp kiếm kinh này ngược hướng nên kiếm quang của hai người vừa lúc bổ khuyết cho nhau, kiếm quang tạo nên hiệu quả không ngờ đến. Nhưng Ngô Bình nhận ra kiếm quang của Vân Tịch hơi yếu, dù sao cô ấy cũng không có nhiều tài nguyên như anh nên kiếm quang không sắc bén bằng anh. Suy nghĩ một lúc, anh lấy bình nguyên dược sức mạnh tinh hà ra nói, cũng không biết hiệu quả của thứ này thế nào, anh dùng thử trước, nếu tốt thì em dùng. Nói rồi anh đổ một giọt nước thuốc ra rồi cho vào miệng. Sau khi thuốc đi vào dạ dày thì nổ bùm một tiếng, biến thành một luồng sức mạnh tinh hà. Phải biết là một giọt nước thuốc có thể cho 100.000 người uống sau khi được giải phóng. Bây giờ anh uống một giọt tức là đã dùng liều lượng gấp 100.000 lần người bình thường. Lúc đầu Ngô Bình cảm thấy rất khó chịu nhưng không lâu sau đạo thụ bắt đầu dao động tạo nên vòng xoáy, điên cuồng hấp thụ sức mạnh tinh hà. Một lúc sau, Ngô Bình lại uống thêm một giọt nữa, cứ thế anh ngắt quãng dùng hết 37 giọt nước thuốc. Cuối cùng đạo thụ như đã được hấp thụ đủ sức mạnh tinh hà, không còn hấp thụ được nữa, ngược lại giải phóng ra sức mạnh tinh hà thuần túy nhất cung cấp cho Ngô Bình. Sức mạnh tinh hà này vốn dĩ cực kỳ mạnh, sau khi được đạo thụ luyện hóa thì trở nên ôn hòa hơn. Hơn nữa bên trong cũng không có tạp chất. Sức mạnh tinh hà này rất kỳ lạ, nó không lưu chuyển trong người mà ngược lại bị kiếm hoàn hấp thụ hết. Khi Ngô Bình tung ra kiếm quang lần nữa, một tinh quang sáng chói xoẹt qua không trung. Kiếm quang vừa xuất hiện, ngôi sao rung chuyển, sức mạnh tinh hà được thêm vào kiếm quang làm nó trở nên uy lực hơn. Kiếm hoàn hấp thu đủ sức mạnh tinh hà, Ngô Bình đưa hết phần sức mạnh tinh hà còn lại cho Vân Tịch. Anh nắm tay Vân Tịch. Sức mạnh tinh hà dần đi vào trong kiếm hoàn của Vân Tịch. Tiện thể anh giúp Vân Tịch tu luyện thần thông kiếm đạo,
kinh vĩ thiên địa để cô ấy bước vào thiên cực kiếm kinh tầng thứ 6. Kinh vĩ thiên địa này có 24 tầng thay đổi, anh lưu chuyển lò luyện võ đạo, tiếp tục suy ngẫm biến hóa tầng thứ 2 và tầng thứ 3. Không lâu sau, anh nắm chắc biến hóa tầng thứ 2 và tầng thứ 3, đồng thời truyền lại cho Vân Tịch. Hai người tu luyện thiên cực kiếm kinh, không biết qua bao lâu, đến khi Vân Tịch luyện đến tam trọng biến hóa thì đã qua 5 ngày rồi. Hôm nay Mỹ Nương đến xin được gặp, Vân Tôn, Lôi Phá Thiên của nhà họ Lôi ở Lôi Châu xin gặp. Vân Tịch rất bất ngờ, Lôi Phá Thiên là thiên tài đứng đầu Lôi Châu, anh ta tìm tôi có việc gì? Mỹ Nương nhìn Ngô Bình, Vân Tôn, mấy ngày nay cô lộ mặt nên bên ngoài có người đồn rằng Liễu Thiên Lang là giả, nhà họ Tiêu tức giận, nghe nói sắp đến hỏi tội. Cậu Lôi này đến để mật báo. Vân Tịch cười mỉa, anh ta có lòng tốt vậy. Ngô Bình, để anh ta vào đi. Không lâu sau, một người đàn ông sải bước đi đến, dáng đi như rồng trầu hổ phục, khí tức rất mạnh, Ngô Bình liếc mắt thì biết người này đã ở cảnh giới động thiên. Lôi Phá Thiên nhìn thấy Vân Tịch thì nở nụ cười, Vân Tịch, đã lâu không gặp. Vân Tịch nói, Lôi Phá Thiên, anh tìm tôi có việc gì? Lôi Phá Thiên bật cười, sau đó nhìn Ngô Bình, người này là ai? Vân Tịch, chồng tôi. Lôi Phá Thiên cười, nghe nói Liễu Thiên Lang chỉ là lá bài chắn do cô tạo ra, xem chừng chuyện này là thật rồi. Nhà họ Tiêu rất giận dữ, đang trên đường đến đây, không cho họ một lời giải thích hợp lý thì chỉ sợ không thể làm nhà họ Tiêu nguôi giận. Vân Tịch, đúng thế, tôi đã mượn thân phận của Liễu Thiên Lang nhưng đó cũng là việc của tôi, không liên quan gì đến cậu Lôi, mời anh về cho. Lôi Phá Thiên hừ một tiếng, Vân Tịch, tôi đến để giúp cô. Chỉ cần cô gả cho tôi thì nhà họ Lôi sẽ là đồng minh của nhà họ Vân, đến lúc đó chúng ta hợp sức lại, nhà họ Tiêu chắc chắn biết khó mà lui thôi. Ngô Bình nói, cái thứ rác rưởi như anh mà cũng muốn cưới Vân Tịch. Ai cho anh tự tin đó vậy? Lôi Phá Thiên nổi giận, này tên kia, mày là cái thá gì mà dám nói chuyện với tao như vậy? Ngô Bình lạnh nhạt nói, tôi tên là Ngô Bình, đệ tử của Tiên Điện Thiên Võ. Khí thế của Lôi Phá Thiên bỗng chốc không còn nữa. Hắn ngạc nhiên nói, gì cơ? Tiên Điện Thiên Võ? Ngô Bình, anh không nghe lầm đâu, là Tiên Điện Thiên Võ đó. Lôi Phá Thiên không dám tin, không thể nào, Tiên Điện Thiên Võ có địa vị cao quý không với tới, sao lại có một đệ tử hạ giới được? Ngô Bình giơ huy hiệu ra nói, huy hiệu Tiên Điện Thiên Võ của tôi, chỉ sợ cho anh xem rồi anh cũng không nhận ra. Lôi Phá Thiên nhìn huy hiệu, vội vàng nở nụ cười, hóa ra là anh Ngô, tôi có mắt không tròng. Xin anh Ngô tha tội. Nói rồi hắn cúi đầu thật thấp. Ngô Bình, Liễu Thiên Lang là một đàn em ở tiên giới của tôi, lần trước tôi không tiện để lộ thân phận nên giả làm cậu ta. Lôi Phá Thiên bày ra bộ mặt tôi hiểu cả, tất nhiên thân phận của anh không phải Liễu Thiên Lang có thể so được. Ngô Bình, lúc nãy anh nói Tiêu Biệt Ly sắp đến hỏi tội. Lôi Phá Thiên gật đầu, đúng thế, nhà họ Tiêu có một món bảo vật, nhà họ Tiêu tức giận. Nghe nói muốn sử dụng báo bối này để nhà họ Vân trả giá. Ngô Bình hỏi, bảo bối gì? Lôi Phá Thiên, một pháp khí có tên là Lạc Tinh, nghe nói có thể triệu hồi mưa sao băng, có sức phá hủy kinh người. Ngô Bình nhíu mày, nhà họ Tiêu này đúng là, tôi đã nể mặt thế mà còn không cần. Vân Tịch, chúng ta đến nhà họ Tiêu một chuyến. Nhà họ Tiêu nằm ở Tiêu Châu, là một trong 7 châu tiên cảnh của Thái Thanh. Lúc này Phủ Tiêu đang tập hợp số lượng người chuẩn bị tấn công Vân Châu để rửa nhục. Tiêu Biệt Ly và cụ tổ Tiêu Vạn Long đang bàn bạc, vẻ mặt Tiêu Biệt Ly hiện lên sát khí, cụ tổ, không ngờ nhà họ Vân lại dám gạt cháu, cho người giả mạo Liễu Thiên Lang, cháu phải bắt nhà họ Vân dùng máu bù đắp nỗi nhục nhã này. Tiêu Vạn Long nói, Biệt Ly, ta vừa thăng cấp lên thiên tiên, cháu có thể dẫn người đi yêu cầu nhà họ Vân giải thích rõ ràng. Nếu thời cơ thích hợp thì hạ gục Vân Châu. Nhà họ Tiêu chúng ta cũng nên ra uy. Đúng lúc này, cổng nhà họ Tiêu bị ai đó đá vào, cánh cổng cao mấy mươi mét bị vỡ nát. Tiêu Vạn Long và Tiêu Biệt Ly lập tức chạy đến sân nhà, sau đó nhìn thấy Ngô Bình và Vân Tịch. Tiêu Vạn Long kinh ngạc, thực lực của tên này mạnh quá. Ngô Bình ngẩng đầu lên nhìn Tiêu Vạn Long nói, Tiêu Vạn Long, ông có tin một câu của tôi thôi có thể tiêu diệt cả nhà họ Tiêu không? Tiêu Vạn Long run rẩy. Mặc dù ông ta đã là thiên tiên nhưng thiên tiên chẳng là khi ở trước mặt Tiên Điện Thiên Võ cả, nhưng tên này là đệ tử Tiên Điện Thiên Võ thật sao? Tiêu Vạn Long nói, cậu nói mình là đệ tử Tiên Điện Thiên Võ, có chứng cứ không?
Ngô Bình vung một quyền, chính là một quyền phá thiên, võ kỹ bát phẩm của Tiên Điện Thiên Võ. Quyền ảnh đánh vào trong không trung khiến những đám mây trên trời cao lập tức tan ra, quyền ý kinh thiên động địa, khí tức đáng sợ khiến thiên tiên như Tiêu Vạn Long cũng run rẩy. Ông ta biến sắc, không dám nghi ngờ bất cứ điều gì nữa, vì cũng chỉ có các thiên ngạo của thế lực siêu cấp mới có thể đánh được một quyền như thế. Tiêu Vạn Long xin chào cậu Ngô. Tiêu Biệt Ly ngơ ngác, cứ nghĩ Liễu Thiên Lang là giả, nhà họ Vân không có nơi chống lưng, bây giờ xem ra thân phận thật của anh ta càng khủng khiếp hơn, thiên tài Tiên Điện Thiên Võ. Hắn cúi đầu xuống, run giọng nói, anh Ngô, trước đây tôi có đắc tội, xin anh tha tội. Ngô Bình lạnh nhạt nói, Tiêu Biệt Ly, đòn tôi vừa đánh ra là võ kỹ bát phẩm của Tiên Điện Thiên Võ, phá thiên nhất quyền, anh nghĩ uy lực nó thế nào? Tiêu Biệt Ly run rẩy cả người nói, uy lực cực kỳ đáng sợ. Ngô Bình nói, đừng đến gây rắc rối cho Vân Châu, nếu không tôi sẽ dùng quyền này để đánh cho anh tan xương nát thịt. Tiêu Biệt Ly vội nói, vâng, tôi nhớ rồi. Ngô Bình lại nhìn Tiêu Vạn Long, nghe nói nhà họ Tiêu các ông có một bảo vật. Tiêu Vạn Long giật thót, thầm nói thôi xong, chẳng lẽ cậu ta muốn lấy món bảo vật này của nhà họ Tiêu? Ông ta nói, cậu Ngô, thật ra không phải bảo vật gì, chỉ là một món pháp khí thôi. Ngô Bình, vậy à? Tiêu Vạn Long thầm thở dài nói, mời cậu Ngô xem. Ông ta lấy một chiếc vòng tay ra, vòng tay này được làm từ 108 viên ngọc châu đủ màu sắc, phóng ra sức mạnh tinh trần. Nhìn thấy vòng tay này, Ngô Bình cảm nhận được kiếm hoàn của mình rung lên, sức mạnh tinh hà trong kiếm hoàng đã bị vòng tay này hút lấy. Ngô Bình hỏi, pháp khí này có bán không? Tiêu Vạn Long ngây người nói, chuyện này. Ngô Bình, mặc dù pháp khí này của ông rất tốt nhưng ông không thể tế luyện nó, bán nó đi là lựa chọn tốt nhất. Tiêu Vạn Long do dự, ông ta không dám đắc tội với Ngô Bình, nhưng nếu bán thì lại lo Ngô Bình giở trò ép giá. Ngô Bình như biết được suy nghĩ của ông ta bèn nói, ông có thể ra giá tùy ý, nếu thấy hợp lý tôi sẽ mua, còn không tôi cũng không ép buộc. Tiêu Vạn Long yên tâm, ông ta suy nghĩ rồi nói, vật này là bảo vật tổ truyền của nhà họ Tiêu, có thể triệu hồi sao băng oanh tạc mặt đất. Ngô Bình, ra giá đi. Tiêu Vạn Long cắn răng, 500.000 tiền bảo. Nhà họ Tiêu đang định phát triển ở tiên giới, rất thiếu tiền nên ông ta mới to gan ra giá 500.000. Nào ngờ Ngô Bình không thèm chớp mắt ném cho đối phương một túi tiền, bên trong có 500.000, ông đếm lại đi. Tiêu Vạn Long vừa nhìn vào trong, quả nhiên có 500.000 tiền bảo, ông ta cảm thấy kinh ngạc, thầm nghĩ người Tiên Điện Thiên Võ quả nhiên có tiền, 500.000 mà cứ như 50 đồng, không đau lòng chút nào cả. Ông ta vội vàng đưa vòng tay đó cho Ngô Bình bằng cả hai tay. Vòng tay đã nằm trong tay, đạo thụ bỗng phóng ra sức mạnh tinh hà, bị vòng tay đó hút hết vào. Sau một lúc, vòng tay bỗng sáng lên, mỗi viên ngọc châu đều xuất hiện một phù văn bí ẩn. Nhưng không lâu sau, anh cảm nhận được sức mạnh tinh hà không đủ, lập tức lấy một viên tinh hà ra, có dấu vết tinh quang phát ra từ trong tinh hạch, quấn quanh vòng tay. Tinh quang ngày càng nhiều, mấy phút sau, tinh hạch mất đi ánh sáng, tinh quang bên trong bị vòng tay hút hết. Vòng tay trước mặt vẫn chưa hấp thụ đủ, Ngô Bình cắn răng lấy thêm hai tinh hạch khác ra tiếp tục cho nó hấp thụ. Sau khi năng lượng trong viên tinh hạch thứ ba cũng bị hút sạch, 108 viên ngọc châu rung lên cùng lúc, phát ra tinh quang, thẩm thấu vào da của Ngô Bình. Tinh quang này nhanh chóng hòa vào nguyên thần của anh, ngoài bát trọng thần quang hình thành nên vầng sáng thứ 9, tinh quang. Đồng thời, giữa anh và vòng tay cũng tạo ra cảm ứng, điều này chứng tỏ anh đã tế luyện nó thành công. Vòng tay phản hồi lại thông tin liên quan cho anh, vòng tay này tên là Tinh Lạc. Được một vị cao nhân tuyệt thế dùng 108 viên hằng tinh nội hạch sắp tiêu biến luyện chế thành. Một khi sử dụng có thể triệu hồi tinh trần gần đó thì sẽ có một số lượng lớn các sao băng hướng tới phạm vi mục tiêu. Trước đó nhà họ Tiêu chưa thể luyện hóa nó nên chỉ có thể phát ra mấy nghìn sao băng, hơn nữa uy lực cũng bình thường. Bây giờ nó đã được Ngô Bình tế luyện, sức mạnh được giải phóng ra ngoài, một lần có thể phát ra 100.000 sao băng, mỗi một sao băng đều có uy lực đủ để đánh bại tiên quân bất tử. Càng đáng sợ hơn là vì đây là hằng tinh sắp tiêu biến nên những sao băng này đều mang theo lời nguyền chết chóc, tu sĩ bị sao băng đánh trúng, dù là thiên tiên cũng có thể sẽ chết trong thời gian ngắn. Hơn nữa bây giờ Ngô Bình chỉ có thể phát huy được chưa đến 1/10 uy lực của tinh lạc này, tu vi của anh vẫn chưa đủ để phát huy hết toàn bộ uy lực.
Thấy Ngô Bình thế mà thành công tế luyện tinh lạc, Tiêu Vạn Long ngưỡng mộ không thôi, nhưng ông ta cũng biết chỉ riêng ba tinh hạch mà Ngô Bình dùng không phải là thứ ông ta có thể có. Cất tinh lạc đi, Ngô Bình cười nói cảm ơn. Sau đó hai người rời khỏi Tiêu Châu, quay về Vân Châu. Trên đường đi, hai người đi ngang qua Dương Thành. Ngô Bình nhớ đến lần trước đánh một trận với cụ tổ nhà họ Dương, nhưng giữa chừng lại bị một thế lực tiên giới xen vào, đối phương phóng ra con mắt quỷ quyệt, anh chỉ có thể bỏ đi. Anh bỗng hỏi, Vân Tịch, nhà họ Dương và gia tộc tiên giới có con mắt quỷ quyệt có quan hệ gì? Vân Tịch, Dương Thần Sách cưới người phụ nữ của một gia tộc ở tiên giới nên hai bên là thông gia. Ngô Bình hỏi, em biết gì về gia tộc đó không? Vân Tịch gật đầu, một thanh đồng thế gia ở tiên giới, gia chủ của nhà họ Ly Hỏa. Ly Hỏa Nguyên Trung là một vị hư tiên, nghe nói rất có thể thăng cấp thành thần tiên. Ly Hỏa Nguyên Trung tặng con mắt quỷ quyệt cho Dương Thần Sách, đồng thời ra sức bồi dưỡng người này. Ngô Bình, chỉ là một hư tiên, anh còn tưởng nhân vật nào lớn lắm. Nói rồi anh bay lên trời đánh một đòn vào Dương Phủ. Một quyền ảnh cực lớn đánh trúng Dương Phủ, tất cả các phòng đều sụp xuống, người nhà họ Dương hoảng hốt tháo chạy ra ngoài. Có người tức giận quát, là kẻ nào ra tay với nhà họ Dương. Cùng lúc đó trên bầu trời xuất hiện một con mắt kỳ quái nhìn Ngô Bình. Ngô Bình không thèm nhìn nó, giơ tay lên vun ra một kiếm quang, quanh kiếm quang này là ánh sáng, hoàn toàn xem nhẹ uy lực của nó, đánh vào nhãn cầu. Pháp khí con mắt quỷ quyệt lập tức nổ tung, bên dưới có người hừ một tiếng, rõ là bị phản phệ. Một người đàn ông trung niên bước ra, Ngô Bình nhận ra người này, chính là cụ tổ nhà họ Dương. Người trung niên trầm giọng nói, anh bạn trẻ, tại sao muốn ra tay với nhà họ Dương? Ngô Bình lạnh lùng nói, trả thù cho một người bạn. Lúc đầu anh cứu hai ông cháu ở đây vốn dĩ có lòng tốt, nào ngờ nhà họ Dương phát thích huyết doanh giết chết một già một trẻ đó chỉ vì họ rời khỏi Dương Thành. Người trung niên, anh bạn, nhà họ Dương tôi không phải là nơi mà ai cũng có thể sỉ nhục. Ngô Bình bay lên trời tung ra một quyền, người trung niên hốt hoảng phóng một lá bùa ra, biến thành một con dao long hai đầu, gầm gừ chặn lại quyền ảnh của Ngô Bình. Lần trước, Ngô Bình và con thuồng luồng hai đầu này đánh bất phân thắng bại, nhưng nay anh đã khác xưa. Một quyền tung ra, con thuồng luồng hai đầu kia bỗng nổ tung, dư lực khủng khiếp còn lại của cú đấm rơi trên người người đàn ông trung niên. Rắc! Xương cốt toàn thân người đàn ông trung niên đều vỡ nát, lục phủ ngũ tạng đều hóa thành bùn, chết. Sau khi đánh chết niên nhân, Ngô Bình hỏi Vân Tịch, Vân Thị có thể thu Dương Thành này vào địa bàn được không? Vân Tịch trả lời, lão tổ nhà họ Dương đã chết, nhà họ Dương cũng xong đời. Chỉ e là thông gia của nhà họ Dương sẽ không bỏ qua. Ngô Bình, nhân dân ở Dương Thành này bị ức hiếp quá khủng khiếp, diệt nhà họ Dương cũng xem như đã làm một việc thiện. Vân Tịch, chỉ bằng đổi nơi này thành Ngô Thành. Ngô Thành sao? Ngô Bình suy nghĩ một lát, thấy cũng được. Tuy họ Ngô này là họ của bố mẹ nuôi nhưng Ngô Bình là cái tên anh dùng từ nhỏ đến lớn, bây giờ cũng là bí danh của anh. Vậy thì đổi thành Ngô Thành đi, anh làm thành chủ. Sau đó anh đuổi hết tất cả người nhà họ Dương ra khỏi thành. Nhà họ Dương vẫn còn khá nhiều cao thủ nhưng không ai là đối thủ của Ngô Bình, bao gồm cả Dương Thần Sách, thế nên chỉ có thể bất đắc dĩ chạy trốn. Sau khi đuổi người nhà họ Dương, Ngô Bình đã dùng thần niệm để chiếu hình ảnh của mình vào đầu của mỗi người dân trong thành, đồng thời nói với họ rằng, Dương Thành đã đổi thành Ngô Thành, Ngô Bình anh là thành chủ mới. Thật ra người dân rất an phận thủ thường, cần mẫn, chỉ cần để yên cho họ sống tốt, có cái ăn cái mặc thì chắc chắn họ sẽ cố gắng làm việc để tạo ra giá trị. Vân Tịch ở lại giúp Ngô Bình quản lý Ngô Thành, trong thành có xấp xỉ 2 triệu dân, khu vực ngoại ô rộng lớn còn có hơn 4 triệu nông dân, tổng cộng có hơn 6 triệu người. Ngô Bình làm thành chủ, xóa hết siêu cao thuế nặng, hơn nữa còn loại bỏ tổ chức khủng bố như Thích Huyết Doanh. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 72.